Đây là Cửu Vĩ Thiên Yêu Hành Cung đúng chứ? Dương Bách Xuyên đứng ở cửa đại điện. Đá Đà Tiên nói, chủ nhân, tấm biển phía trên đại điện viết là Cửu Vĩ Thiên Yêu Cung, trông có vẻ là một đại điện, thực chất chỉ là một sơn môn thôi. Đá Tinh lên gõ cửa đi. Dương Bách Xuyên nói thẳng. Chủ nhân, ta không dám, đây là hành cung cuối cùng trong 7 thiên yêu hành cung lớn, chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Không nghe Mộ Trường Phong đều nói người của Cửu Đại Thánh Địa bọn họ đến rất nhiều lần cũng đều dừng bước trước cửa lớn này à, ta sợ, Đá Đà Tiên yếu ớt nói. Địch, một hòn đá cũng tinh danh như vậy. Dương Bách Xuyên cười he he nói. Dư thừa, người nói ta ngốc hả? Người mới ngốc, Đá Đà Tiên giận dữ, cảm thấy rất bị sỉ nhục. Dương Bách Xuyên cười kỳ dị nhìn Đá Đà Tiên, đột nhiên giơ tay nắm Đá Đà Tiên ở trong tay, ném Đá Đà Tiên về phía cánh cửa đại điện. Lúc này Đá Đà Tiên đã khôi phục vết thương từ lâu, bề mặt của hòn đá màu xanh không còn bất cứ vết nứt nào nữa, đã khôi phục như ban đầu. Giờ Dương Bách Xuyên chính là muốn dùng Đá Đà Tiên để ném đá hỏi đường. Sao hắn có thể không biết sự kỳ dị của Cửu Vĩ Thiên Yêu Hành Cung chứ? Mà Đá Đà Tiên được xưng là Đà Tiên, chính là kỳ thạch thiên địa thành đạo, lúc trước từng đánh với Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương cấp bậc địa tiên tam chuyển kết hợp, cũng từng đập yêu thú thái hoang, chiến đấu với tinh anh thánh địa, cũng chỉ khiến bản thể của nó có vết nứt thôi. Lúc này dùng Đá Đà Tiên thử cửa lớn của Cửu Vĩ Thiên Yêu Hành Cung, tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Oa a a, chủ nhân ngươi. Lúc bị Dương Mỗ tóm lấy ném về phía cánh cửa đại điện, Đá Đà Tiên phát ra một loạt tiếng kêu kỳ quái. Có điều nó kêu cũng không có tác dụng, nó đã nhỏ máu nhận chủ ký khế ước chủ tớ với Dương Bách Xuyên, chủ nhân như Dương Bách Xuyên dùng nó không phản kháng được. Ngay sau đó, Đá Đà Tiên lóe lên ánh sáng xanh, sau khi lao nhanh đến chỗ cách cửa đại điện Cửu Vĩ Thiên Yêu 1 mét, biến đổi đã xảy ra. Trên cửa lớn đại điện đột nhiên nổ ra ánh sáng vàng vô cùng chói mắt. Oa a a, đau quá a a a a. Trong nháy mắt, Đá Đà Tiên đã bị ánh sáng vàng bộc phát trên cửa lớn làm bắn ngược trở về, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Dương Bách Xuyên thấy lúc cửa lớn đại điện bùng nổ có từng phù văn cổ xưa trong ánh sáng vàng. Mặc dù không biết phù văn yêu tộc, nhưng từ trên dãy phù văn lại có thể nhìn ra đây là sức mạnh trận pháp phù văn nào đó kết hợp phòng ngự và công kích. Cách rất xa cũng có thể cảm nhận được yêu lực bộc phát mạnh mẽ ngút trời, khiến ra đầu Dương Bách Xuyên phải tê dại. Mà lúc bị sức mạnh mạnh mẽ trên cửa lớn bắn ngược trở về, Đá Đà Tiên bộc phát ánh sáng xanh rơi xuống đất rồi biến thành một bé trai mập mạp trông khoảng 5-6 tuổi, mặc áo yếm màu xanh, trên đầu có bím tóc ngược lên trời, đi chân trần, thoáng nhìn rất đáng yêu. Ngay sau đó, vẻ mặt nó u oán nhìn người chủ nhân Dương Bách Xuyên này, oán trách nói, chủ nhân, ngươi xấu xa quá rồi đấy. Lần này suýt lấy mạng nhỏ của ta rồi, trên cửa đại điện có trận pháp cấm kỵ sức mạnh, rất đau đấy được không? Dương Bách Xuyên cười, rất thích thú nhìn Đá Đà Tiên nói, bản lĩnh này của ngươi cũng không nhỏ mà, không hề bị thương, ngươi xem còn hóa hình rồi, ha ha. Đá Đà Tiên cạn lời trợn trắng mắt. Gặp phải một chủ nhân không đáng tin như Dương Bách Xuyên, bỗng nhiên nó cảm thấy có phải lỗ rồi không? Không chịu đặt mình vào vị trí của người khác mà phán như đúng rồi, ngươi không đau thì ngươi đi thử xem công kích của trận pháp cấm kỵ thượng cổ yêu tộc, ngươi tưởng rằng chơi vui lắm à? Đá Đà Tiên rất không vui. Được rồi, ta chỉ là thử chút thôi, không để ngươi ra trận nữa. Dương Bách Xuyên cười ha ha, tiến lên. Thấy Dương Bách Xuyên tiến lên, Đá Đà Tiên cũng vội vàng nói. Đừng đụng vào, thân thể kỳ thạch thiên địa như ta cũng không chịu nổi mấy lần, thân thể huyết nhục của ngươi không chừng sẽ bị tan rã đó. Tiểu tử ngươi xem thường chủ nhân của ngươi rồi, nói thật cho ngươi biết, chủ nhân của ngươi tinh thông trận pháp đạo, nhục thể còn là sinh tử cảnh, hơn nữa lại vừa mới thăng cấp. Một cánh cửa lớn cũng không vào được, vậy sao ta còn làm chủ nhân của ngươi được đúng không, đi theo ta nào. Lúc này Dương Bách Xuyên nói thật với Đá Đà Tiên với giọng điệu vô cùng làm ra vẻ. Còn Đá Đà Tiên hoàn toàn là dáng vẻ ta không tin. Có điều nó do dự chốc lát rồi vẫn là đi theo. Đối với Dương Mỗ, quả thật cũng là như vậy, vừa nãy lúc ném Đá Đà Tiên ra thăm dò, hắn đã vận càn khôn nhãn quan sát tỉ mỉ, dãy phù văn yêu tộc trên cửa lớn không phải không thể phá giải. Mặc dù không biết phù văn yêu tộc, nhưng hắn vẫn có lòng tin về trận pháp đạo. Đại đạo thế gian có cách nói vạn pháp quy nhất, trận pháp đạo cũng như vậy. Mặc kệ biến động thế nào đều có quỹ đạo để tuân theo.
tinh thông trận pháp đạo thì có thể tìm được sinh môn để vào. Trận pháp đạo có trận pháp tối cao, nhưng có một cơ sở vĩnh viễn không thay đổi, đó chính là vĩnh viễn đều sẽ có sinh môn. Trận pháp càng cao cấp sâu xa, sinh môn càng khó tìm, có một số trận pháp cho dù ngươi nhìn ra đâu là sinh môn, nhưng không có đạo hạnh, không tinh thông trận pháp thì ngươi cũng không vào được. Trận pháp phức tạp, thay đổi khôn lường. Dương Bách Xuyên lại là bắt đầu tiếp xúc với trận pháp đạo từ lúc bắt đầu tu chân, đến bây giờ không dám nói vô cùng tinh thông, càng không dám tự xưng là trận đạo tông sư, nhưng cũng có thể nhìn ra một số con đường. Vừa rồi lúc Đá Đà Tiên đi thăm dò, hắn đã nhìn thấy chỗ sinh môn. Bây giờ chính là phải tiến lên thử xem. Đương nhiên trận đạo thay đổi khôn lường, cho dù nhìn thấy sinh môn, có lúc cũng chưa chắc đúng, có lẽ chỉ là hiện tượng giả, hoặc là trong sinh môn kèm theo tử môn. Dù sao đều là tồn tại vô cùng phức tạp. Nhưng mà Dương Bách Xuyên nghĩ, trận pháp đạo trước giờ đều là con đường nhân tộc am hiểu tinh thông, trận pháp yêu tộc về sau vẫn chưa đến mức phức tạp như vậy, cho nên lúc này hắn chuẩn bị tiến lên xem thử. Không phải bất cứ chuyện gì đều phải dè dặt cẩn thận, nếu như đi một bước, tiến vào một cửa lớn đều giống như đi trên băng mỏng, vậy thì con đường tu chân cũng sẽ dừng bước rồi. Sau khi đến chỗ cách cửa lớn 3 mét, dưới chân Dương Bách Xuyên hoặc trái hoặc phải, trong tay không ngừng đánh pháp quyết, từng chân khí tụ tập ở trên tay đánh về phía cửa lớn của đại điện, đây là sinh môn hắn nhìn thấy sau hàng phù văn của cửa lớn. Bây giờ điều hắn phải làm chính là đánh ra từng pháp quyết chân khí, đánh sinh môn mở ra tiến vào đại điện. Sau khi từng quyết pháp chân khí của hắn đánh ra, từng phù văn trên cửa lớn đại điện lóe sáng, nhưng lại không bộc phát công kích, điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng, thầm nói, thành công rồi. Ngay sau đó hắn lại vung tay thúc giục chân khí trong tay, từng quyết pháp chân khí đánh lên cửa lớn, từng phù văn yêu tộc không ngừng sáng lên. Sau 7749 lần, cửa lớn ầm ầm mở ra. He he, Đá Tinh theo chủ nhân vào trong nào. Dương Mỗ đắc ý cười với Đá Đà Tiên, lúc nói chuyện đã muốn sải bước đi vào. Sau khi cửa lớn đại điện mở ra, bên trong không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy một vùng ánh sáng vàng lấp lánh. Chắc là nguyên nhân trận pháp của cửa lớn đại điện này, sau khi tiến vào chắc sẽ có thể nhìn thấy diện mạo vốn có của đại điện rồi. Lúc vừa bước chân vào, đầu óc lại vang lên tiếng cười lạnh của sư phụ Vân Thiên Tà, tiểu tử thối, muốn chết thì con vào trong đi. Một chân nhấc lên của Dương Bách Xuyên cưỡng chế dừng lại, không ngờ lão già lại lên tiếng vào lúc này. Lão già chết tiệt, lẽ nào không đúng sao? Trận pháp đạo của con là người dạy đấy. Cái con tìm được không phải sinh môn à? Dương Bách Xuyên hỏi. Hừ, chút đạo hạnh kia của con, còn đòi sinh môn. Con thật sự cho rằng cửu vĩ thiên yêu hành cung là ăn cơm khô à? Dễ tiến vào như vậy à? Nói thật cho tiểu tử con biết, trận pháp vô tận, chút trận pháp con học được kia nhiều nhất chỉ thích hợp với tu chân giới thôi. Trận pháp ở đây có tiên lực chống đỡ, muốn phá giải chỉ dùng thủ đoạn của tu chân giả là không đủ, hoặc là dùng tiên lực cùng cấp bậc cưỡng chế phá trận. Mặc dù tiên lực của trận pháp này đã vô cùng mỏng manh rồi, nhưng đạo hạnh của tiểu tử con muốn phá ra thì vẫn còn kém chút. Đây gọi là cửu cung âm dương đỉnh phong trận, trận này hư hư thực thực, thật thật giả giả, sinh cũng là tử, tử cũng là sinh, đúng là con tìm thấy sinh môn rồi, nhưng lại cần đảo lộn âm dương lại, bây giờ nghe vi sư, trên cơ sở của sinh môn nghịch chuyển trận quyết tử môn. Sau khi Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy bình càn khôn ở cánh tay trái chợt nóng lên. Sau đó hai lực thần hồn đã tiến vào trong cửa lớn. Ngay sau đó từng phù văn trên cửa lớn bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt phù văn hỗn loạn, cửa lớn mở ra biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó đã nghe thấy sư phụ nói, bắt đầu đi, 9981 thủ quyết nghịch chuyển trận pháp, thì pháp nghịch hành theo vị trí cửu cung. Dương Bách Xuyên hơi trợn mắt há hốc mồm, lấy lại tinh thần rồi vẫn làm theo lời của lão già, từng thủ quyết nghịch chuyển trận pháp đánh lên cửa lớn. Sau khi Dương Bách Xuyên đánh ra 9981 thủ quyết nghịch chuyển trận pháp, trên cửa lớn lại xảy ra biến hóa lần nữa. Cửa sinh mà Dương Bách Xuyên mở ra lúc trước lấp lánh ánh vàng, còn cửa sinh mà hắn mở theo chỉ dẫn của sư phụ lại đen ngòm. Hai cửa này hoàn toàn trái ngược. Nếu không phải Dương Bách Xuyên biết sư phụ là tán tiên chí tôn, thì hắn sẽ cho rằng đối phương là tên lừa gạt. Con vào đi, lúc này, giọng nói của Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Hích, người có chắc đây là cửa sinh không sư phụ? Dương Bách Xuyên nhìn cánh cửa đen ngòm, không tài nào tin được. Sau khi vào đó sẽ có gì?
Câu hỏi nghi vấn của Dương Bách Xuyên khiến Vân Thiên Tà mắng to, thằng nhóc thúi, ta đã nói với con đây là trận pháp đảo lộn âm dương, cái gì cũng đảo lộn âm dương hết, con có vào hay không thì tùy, ta mặc kệ đấy. Mắng xong Vân Thiên Tà lập tức im luôn. Dương Bách Xuyên hắng giọng, cũng biết là trước giờ sư phụ chưa từng sai lầm. Nhỏ mọn ghê, con chỉ hỏi một chút mà cũng không cho. Dương Bách Xuyên vừa lẩm bẩm vừa bước vào cánh cửa đen ngòm. Đá Đà Tiên vẫn luôn đi theo phía sau Dương Bách Xuyên. Thấy Dương Bách Xuyên đi vào cánh cửa đen ngòm, nó không nhịn được lên tiếng, chủ nhân ơi, người chắc chắn là mình không nhầm chứ. Trước đó Đá Đà Tiên thấy sau khi Dương Bách Xuyên đánh ra một loạt thủ quyết trận pháp vào cánh cửa đại điện, một cánh cửa vàng lấp lánh mở ra. Nhưng khi sắp đi vào hắn chợt dừng lại, tiếp tục đánh ra 9981 thủ quyết, sau đó cánh cửa đen ngòm hiện ra. Bây giờ Dương Bách Xuyên lại muốn đi vào cánh cửa đen ngòm, điều này khiến Đá Đà Tiên khó mà tin được. Có phải Dương Bách Xuyên nhầm không? Cánh cửa đen ngòm khiến Đá Đà Tiên nhìn mà hoảng hốt, cảm thấy không đáng tin. Nói nhảm gì đó, mau đi theo ta. Tên họ Dương nào đó bị sư phụ mắng nên rất khó chịu, đúng lúc Đá Đà Tiên động vào ổ kiến lửa. Sau đó, Dương Bách Xuyên bước vào cánh cửa đen ngòm, biến mất không còn tăm hơi. Đá Đà Tiên đành phải đi theo. Một giây sau, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn. Khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy một khoảng sân có hoa đào nở rộ. Đình đài lầu các, hoa đào nở rộ khắp sân, trời xanh mây trắng nắng vàng. Dương Bách Xuyên hết sức kinh ngạc, từ khi vào Thái Hoang, hắn chưa từng nhìn thấy mặt trời, toàn bộ Thái Hoang là một không gian mịt mù màu vàng đất. Thiên Yêu Hành Cung cũng thế, nào có mặt trời gì. Không ngờ nơi này lại có mặt trời, thật sự là trời trong nắng ấm. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn, đây là ảo giác. Nhưng ánh nắng chiếu vào người thật sự ấm áp, đó chính là mặt trời. Lúc này, Đá Đà Tiên lóe lên ánh sáng xanh xuất hiện. Đây là đâu vậy chủ nhân? Ta còn muốn hỏi ngươi đấy. Dương Bách Xuyên trợn mắt đáp. Mọi sinh linh đều biết Thái Hoang không có mặt trăng mặt trời, không phân biệt ngày đêm. Xem ra nơi này có gì đó kỳ lạ. Sau khi Đá Đà Tiên biến thành đứa trẻ, nó nói chuyện luôn tỏ vẻ người lớn chững chạc. Cẩn thận chút, chúng ta đi xung quanh xem thế nào rồi tính sau. Dương Bách Xuyên nhìn khung cảnh xung quanh và nói. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc loáng thoáng truyền đến. Thạch đầu, người có nghe thấy tiếng khóc không? Dương Bách Xuyên hỏi Đá Đà Tiên. Hình như ta nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân. Đá Đà Tiên nói. Dương Bách Xuyên trầm ngâm, vậy thì đúng rồi, chúng ta đi xem thử. Trong sân rất yên tĩnh, tiếng khóc đột ngột vang lên hiển nhiên không bình thường. Dương Bách Xuyên dẫn theo Đá Đà Tiên tìm đến nơi phát ra tiếng khóc của nữ nhân. Đi qua sân là đến một vườn hoa, cách rất xa mà hắn đã nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng ngồi khóc trong chòi nghỉ giữa hồ lớn nằm trong vườn hoa. Sau khi Dương Bách Xuyên và Đá Đà Tiên tiến vào cửa đại điện, cánh cửa lập tức biến mất. Không lâu sau, nhóm Mai Hoa Tiên Tử tới nơi. Mai Hoa Tiên Tử còn tưởng mình sẽ được chứng kiến cảnh Dương Bách Xuyên bị cửa đại điện cản bước, nhưng không ngờ Dương Bách Xuyên đã mất tung mất tích. Điều này khiến nàng ta thay đổi sắc mặt. Không thấy Dương Bách Xuyên chứng tỏ hắn đã vào trong hành cung cửu vĩ thiên yêu. Đây là điều Mai Hoa Tiên Tử không ngờ tới. Phải biết rằng cánh cửa đại điện của hành cung cửu vĩ có trận pháp của yêu tộc thượng cổ, dùng tiên lực làm cơ sở bày trận. Người của chín thánh địa lớn đã tới đây nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị chặn ở cửa lớn không vào trong được. Vậy mà Dương Bách Xuyên lại vào được, chứng tỏ tên này không bình thường. Mai Hoa Tiên Tử biết những thông tin này tất nhiên là bởi vì nàng ta đã dày công điều tra, vì vậy lúc đầu nàng ta mới cho rằng Dương Bách Xuyên không vào được. Không chỉ Dương Bách Xuyên, mà người của những thánh địa khác cũng không vào được. Bởi vì cần phải dùng pháp khí chứa tiên lực thì mới có thể phá trận pháp lấy tiên lực làm cơ sở. Về phần tìm cửa sinh dựa vào bản lĩnh trận pháp, Mai Hoa Tiên Tử chưa từng nghĩ đến cách này. Bởi vì đây là trận pháp của yêu tộc thượng cổ, vô cùng ảo diệu. Nàng ta còn chẳng biết yêu văn thượng cổ, phá trận chẳng khác nào tìm chết. Ngay cả đệ tử của Bách Luyện Sơn Trang am hiểu trận pháp cũng đã tới đây nhiều lần nhưng không tìm được cửa sinh, trái lại còn tổn thất rất nhiều người. Theo bí điển mà Mai Hoa Tiên Tử tra cứu, muốn vào cánh cửa đại điện cửu vĩ thiên yêu thì phải dùng pháp khí chứa tiên lực phá giải. Vì vậy lần này nàng ta đã có chuẩn bị, mang theo thông tiên lệnh và thông tiên kỳ. Thông Thiên Kỳ là một trong những chí bảo trấn cung của Thông Thiên Cung,
nàng ta đã tìm sư phụ hỏi mượn. Thông Thiên Kỳ có uy lực vô tận, Mai Hoa tiên tử cho rằng phá trận pháp ở đại điện không khó. Hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu là hành cung cuối cùng trong hành cung Thiên Yêu, xưa nay chưa từng có ai đi vào nên không ai biết bên trong có gì. Nhưng bảo tàng của Thiên Yêu chi chủ nhất định có liên quan đến hành cung cuối cùng này. Không thấy Dương Bách Xuyên đâu, Mai Hoa tiên tử lập tức nóng nảy. Vì chuyến đi Thiên Yêu hành cung lần này, nàng ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Điều nàng ta lo lắng nhất là Dương Bách Xuyên lấy được bảo tàng trong Thiên Yêu hành cung. Lúc này, Minh Du Nhiên thuộc U Linh Chi Đô, Khương Thế Long thuộc Thánh Địa Đao Chủng, Mộ Trường Phong thuộc Trường Sinh Điện và Hiên Viên Linh Hề thuộc Hoàng Triều Hiên Viên cũng lần lượt đến trước đại diện Cửu Vĩ. Mọi người không thấy Dương Bách Xuyên đâu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hiện tại Dương Bách Xuyên không thấy tăm hơi chứng tỏ hắn đã dùng biện pháp nào đó tiến vào hành cung cuối cùng này, hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu. Đến thời điểm này, mọi người đều biết hành cung cuối cùng liên quan đến bảo tàng của Thiên Yêu chi chủ, cơ duyên nằm trong hành cung này. Ai vào trước thì người đó nhận được cơ duyên lớn, đây là điều chắc chắn. Vì vậy ngoại trừ người của Trường Sinh Điện, những người khác đều có cảm xúc phức tạp đối với Dương Bách Xuyên. Lúc này, Mai Hoa tiên tử chỉ muốn mau chóng đi vào hành cung, không muốn để cho Dương Bách Xuyên lấy được bảo tàng trong Thiên Yêu hành cung. Nàng ta nói với mọi người, thưa các vị, chúng ta đã đến hành cung cuối cùng, bảo tàng Thiên Yêu đang ở ngay trước mắt, nhưng chúng ta bắt buộc phải phá trận pháp trên cửa đại điện mới vào được. Mong mọi người hãy đồng tâm hiệp lực, đừng ẩn giấu thực lực, cùng chung tay phá trận pháp. Mai Hoa tiên tử, e là cưỡng chế phá trận không ổn đâu. Chúng ta đã đến đây nhiều lần, đều không phá được. Khương Thế Long lên tiếng. Đúng là vậy, nhưng lần này thì khác. Ta đã mang theo tiên khí của Thông Thiên Cung là Thông Thiên Kỳ, cộng thêm thông thiên lệnh của ta, kích hoạt tiên khí là có thể phá trận. Tất nhiên chỉ có tiên khí thôi vẫn chưa đủ, cho nên ta cần mọi người dốc hết sức lực. Nếu không mọi người đừng hòng vào trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác lấy được bảo tàng Thiên Yêu. Các vị đạo hữu thấy sao? Trong lúc nói chuyện, Mai Hoa tiên tử lơ đãng liếc nhìn Mộ Trường Phong. Ta trụ lại đến bây giờ là vì hành cung cuối cùng này, tìm kiếm một phần cơ duyên. Mọi người đều là độ kiếp thời kỳ bình cảnh, ai mà chẳng muốn tiến lên đại thừa, ngao du 3.000 tiểu thế giới đúng không? Vì thế, U Linh Chi Đô không có ý kiến gì, sẵn sàng dốc toàn lực. Minh Du Nhiên nói, Thánh Địa Đao Chủng chúng ta cũng không phản đối. Khương Thế Long phụ họa. Hiên Viên Linh Hề nhìn Mộ Trường Phong. Tất nhiên là lúc này Mộ Trường Phong sẽ không làm mọi người mất hứng, và lại y cũng muốn vào xem thử. Mấy thánh địa lớn đã đến Thiên Yêu hành cung nhiều lần, rất nhiều đệ tử đã mất mạng, tất nhiên cũng có thu hoạch. Hơn nữa, rõ ràng là Dương Bách Xuyên đã vào trong, xét về công về tư Mộ Trường Phong đều không phản đối. Y nói, chúng ta không có ý kiến gì, nguyện dốc sức. Tốt lắm, mọi người chuẩn bị cưỡng chế pháp trận. Trong lúc Mai Hoa tiên tử nói chuyện, tay trái lấy thông thiên lệnh ra, tay phải vung một lá cờ nhỏ màu vàng. Lá cờ đón gió trở nên to lớn, phát ra ánh sáng vàng chiếu vào cửa lớn. Đó là thông thiên kỳ mà nàng ta mang theo. Cờ vừa xuất hiện, gió lớn lập tức nổi lên, khí tức xông thẳng lên trời. Mọi người đều biến sắc vì cảm nhận được lực lượng cường đại không gì sánh nổi trên thông thiên kỳ trong tay Mai Hoa tiên tử. Lực lượng này đã vượt qua cấp bậc chân nguyên, thậm chí còn tinh khiết hơn lực lượng của tán tiên. Ra tay, Mai Hoa tiên tử hét to, tay trái tay phải đều phát ra ánh sáng rực rỡ và sức mạnh cường đại ập thẳng vào cửa đại điện. Những người khác cũng ra sức tấn công vào cửa đại điện. Ầm ầm ầm. Trong âm thanh ầm ầm rung trời, phù văn trên cửa đại điện hiện ra. Sau đó phát ra tiếng ầm ầm, trên cửa đại điện xuất hiện một vòng xoáy. Mở rồi, vào thôi. Mai Hoa tiên tử vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, là người đầu tiên xông vào. Những người khác cũng không chịu thua kém, đều bước vào trong cánh cửa. Lúc này, Dương Bách Xuyên và Đá Đả Tiên đang đi tới chòi nghỉ trong hồ. Ở 6 hành cung khác hắn chưa từng gặp bất kỳ sinh linh nào. Nhưng hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu lại xuất hiện một cô gái ngồi khóc trong chòi nghỉ, điều này rất kỳ lạ. Hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu này cũng không giống những hành cung khác. Trong những hành cung lúc trước hắn đã đi qua, khu vực trung tâm đều là núi non, hang động. Còn có một tế đàn dẫn đến hành cung tiếp theo. Chỉ có hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu là khác biệt, từ cửa đại điện đi vào sẽ tới một khoảng sân có mặt trời. Đương nhiên diện tích nơi này không chỉ là một khoảng sân lớn. Toàn bộ đều là hành cung.
Dương Bách Xuyên đoán có lẽ nơi này là trung tâm của cả Thiên Yêu Hành Cung. Ở đây có rất nhiều điểm bất thường, nhưng muốn tìm bảo tàng của Thiên Yêu chi chủ thì phải có manh mối. Mà cô gái đang khóc trong chòi nghỉ hẳn là manh mối. Vì vậy Dương Bách Xuyên dẫn theo đá đả tiên đi thẳng tới chỗ cô gái. Khi tới gần, Dương Bách Xuyên không khỏi căng thẳng, hắn không nhận thấy bất kỳ điều gì khác thường, cũng không có yêu khí và sóng năng lượng phát ra từ trên người cô gái kia. Dương Bách Xuyên đi đến bên ngoài chòi nghỉ liền dừng lại, không tiếp tục đi vào. Toàn thân căng cứng, hắn đứng cách cô gái ngồi đưa lưng về phía mình khoảng 7-8 mét. Ở khoảng cách này, Dương Bách Xuyên không cảm nhận được bất kỳ sóng năng lượng nào trên người cô gái, chỉ cảm thấy đối phương là một cô gái hết sức bình thường có vóc dáng yêu kiều. Nhưng người xuất hiện ở hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu, còn là người đầu tiên hắn nhìn thấy sao có thể đơn giản. Vì vậy, chẳng những Dương Bách Xuyên không buông lỏng cảnh giác, mà ngược lại còn căng thẳng hơn. Tuy nhiên, hắn cũng không thể tùy tiện vô lễ với người ta. Hắn vận chuyển chân khí, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, sau đó hít sâu một hơi rồi chắp tay nói, vãn bối Dương Bách Xuyên bái kiến tiền bối. Trước tiên phải thực hiện đủ lễ tiết, không đến mức vô lễ. Trong lúc hành lễ, Dương Bách Xuyên chăm chú nhìn cô gái đợi đối phương xoay người lại. Nhưng dường như cô gái không nghe thấy lời hắn nói, thậm chí không biết có người đến. Nàng tiếp tục ngồi trong chòi nghỉ nhìn mặt nước, khóc thút thít. Hu hu hu, ta có thể giúp gì cho tiền bối không? Dương Bách Xuyên hỏi lại, giọng cũng lớn hơn. Lần này tiếng khóc dừng lại, cô gái từ từ quay lại nói một câu, người có thể làm người chết sống lại không? Dương Bách Xuyên sững sờ. Khi cô gái xoay người lại nói chuyện, đầu óc tên họ Dương nào đó nổ ầm ầm, trở nên trống rỗng. Đương nhiên trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào, chẳng qua là hắn quá sốc khi nhìn thấy gương mặt và nghe thấy giọng nói của cô gái mà thôi. Dương Bách Xuyên không lạ gì hai từ tiên và thần tiên, thậm chí hắn đã nghe miêu tả không chỉ một lần, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Từ trước tới giờ hắn không có bất kỳ khái niệm nào về hai từ này. Nhưng khoảnh khắc cô gái quay mặt lại, đột nhiên Dương Bách Xuyên có một định nghĩa về tiên. Nếu nói trên đời này thật sự có người đẹp như tiên nữ, hoặc là có tiên nữ tồn tại, thì Dương Bách Xuyên cho rằng chắc hẳn cô gái trước mặt chính là tiên nữ. Thoạt nhìn cô gái đang độ xuân thì, ngoại hình đẹp đến mức Dương Bách Xuyên chỉ có thể miêu tả bằng câu đẹp như tiên nữ. Nàng mặc trang phục màu trắng, toát ra khí chất thoát tục, không phải người thuộc nhân gian. Nàng tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Dương Bách Xuyên không thể tìm ra một khuyết điểm nào trên người nàng. Không phải là hắn chưa từng nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, thậm chí có thể nói những người vợ của hắn đều xinh đẹp, chẳng có ai xấu cả. Thế nhưng, lúc này tên họ Dương nào đó phải thừa nhận rằng những người đẹp mình từng gặp trước đây không có ai sánh bằng cô gái trước mặt. Cô gái trước mặt, khiến tên họ Dương nào đó kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng, không cách nào miêu tả vẻ đẹp của nàng. Người có thể làm người chết sống lại không? Chắc là thấy Dương Bách Xuyên không trả lời nên cô gái lặp lại câu hỏi. Lần này tên họ Dương nào đó mới sực tỉnh khỏi cơn mơ. À, không không không, không thể, ở trước mặt cô gái, Dương Bách Xuyên đã nói lắp. Khởi tử hồi sinh, ai mà làm được chứ? E là chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới làm được. Thậm chí chưa chắc thần tiên đã làm được. Không thể làm người chết sống lại thì ngươi không giúp được ta. Ngươi đi đi. Cô gái nhìn Dương Bách Xuyên rồi quay đi, tiếp tục khóc nỉ non. Mà Dương Bách Xuyên đã bị cô gái làm cho rung động từ tận linh hồn. Không chỉ gương mặt mà lời nói của cô gái cũng không tầm thường, vừa mở lời đã hỏi có thể làm người chết sống lại hay không. Khi cô gái nhìn Dương Bách Xuyên, hắn cảm thấy nàng không giống con người, chẳng có chút khói lửa nhân gian nào. Dương Bách Xuyên lại nghe thấy tiếng khóc của cô gái, hắn cảm thấy nàng không nguy hiểm, bèn đánh bạo đi vào chòi nghỉ. Nhẹ nhàng nói, tiền bối có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại muốn làm người chết sống lại không? Ngươi muốn giúp ai hay là có nguyên nhân nào khác? Ngươi nói với ta được không? Mặc dù ta không thể làm người chết sống lại, nhưng ta biết chút y đạo, chưa biết chừng có thể giúp ngươi thì sao? Cô gái lại ngẩng đầu lên nhìn Dương Bách Xuyên, dường như đang suy xét gì đó. Sau đó nàng nói, công tử gọi thiếp Cửu Nhi là được, thiếp không dám nhận là tiền bối. Nếu công tử có lòng thì hãy thử xem, mời công tử đi theo thiếp. Cô gái tự xưng là Cửu Nhi nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài chòi nghỉ, ra hiệu cho Dương Bách Xuyên đi theo mình.
Dương Bách Xuyên bất giác đi theo phía sau Cửu Nhi. Chủ nhân! Lúc này Đá Đả Tiên cảm thấy không ổn, vội vàng hét lên. Dương Bách Xuyên bỗng tỉnh táo lại, biết ngay là mình bất chi bất giác bị mê hoặc tâm trí. Đương nhiên hắn cũng biết đây chỉ là sự mê hoặc vô thức nảy sinh trong lòng mình. Chủ nhân cẩn thận đấy, nữ tử này rất quỷ dị. Đá Đả Tiên không nhịn được khuyên nhủ. Ta biết nàng ta kỳ lạ, nhưng không biết mục đích của nàng ta, chúng ta cũng không biết bí mật nơi này, thôi thì cứ đi theo xem sao. Ta đoán, chắn hẳn tiếp theo nàng ta sẽ tiết lộ bí mật nơi này cho chúng ta. Dương Bách Xuyên híp mắt nói. Thôi đừng, ta cứ cảm thấy trong lòng bất an. Ơ kìa chủ nhân, ngươi chờ ta với. Trong lúc Đá Đả Tiên lại nhảy, Dương Bách Xuyên đã đi xa, nó vội vàng đuổi theo. Dương Bách Xuyên và Đá Đả Tiên đi theo Cửu Nhi tới một cung điện nguy nga. Tấm biển treo trên cung điện viết mấy chữ của yêu tộc thượng cổ, Dương Bách Xuyên không biết nhưng Đá Đả Tiên biết. Cửu Nhi dẫn đường phía trước đã mở cửa đi vào. Đại điện cao khoảng 100 mét, cánh cửa cao hơn 9 mét. Dương Bách Xuyên nhìn tấm biển kia, hỏi Đá Đả Tiên, trên biển viết gì vậy thạch đầu? Điện Cửu Vĩ Thiên Yêu, Đá Đả Tiên thuận miệng đáp. Dương Bách Xuyên chấn động, tiếp đó chuyển sang vui vẻ. Hắn biết mình đã tới nơi rồi. Nơi này nằm trong hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu, mà Đá Đả Tiên đọc được dòng điện Cửu Vĩ Thiên Yêu, rõ ràng đây là trung tâm. Đi nào, chúng ta vào trong xem thử. Dương Bách Xuyên và Đá Đả Tiên bước vào trong đại điện. Trong tầm mắt, cả đại điện được xây bằng ngọc trắng, từng cây cột ngọc trắng cực to chống đỡ cả đại điện. Chính giữa đại điện có một vương tọa ngọc trắng, trên vương tọa có một bức tượng khắc bằng ngọc trắng. Dương Bách Xuyên nhìn thật kỹ, tức thì giật mình. Bức tượng trên vương tọa ngọc trắng là một con bạch hồ, hồ ly trắng. Mời công tử lên đây. Cửu Nhi mời Dương Bách Xuyên đi lên vương tọa. Thật ra lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng thấp thỏm, không biết có nguy hiểm hay không, rốt cuộc mình có nên đi lên hay không. Mời công tử lên đây. Giọng nói như tiếng trời của Cửu Nhi lại vang lên, lọt vào tai tên họ Dương nào đó khiến xương cốt cũng phải tan chảy. Hắn không kìm được tiến về phía trước. Chủ nhân đừng đi. Đá Đả Tiên hơi sợ. Nghe thấy Đá Đả Tiên gọi mình, Dương Bách Xuyên lại chấn động. Hắn biết mình lại bị Cửu Nhi mê hoặc một lần nữa. Nhưng rất khó để phòng sự mê hoặc này. Hồ ly tinh à! Dương Bách Xuyên lầm bầm trong lòng, đồng thời cắn đầu lưỡi để giữ tỉnh táo. Hắn nói với Đá Đả Tiên, thạch đầu ở lại đây, ta lên đó xem thử. Nếu thấy tình hình không ổn thì gọi ta nhé, ta không tin một bức tượng hồ ly có thể làm gì mình. Nói xong Dương Bách Xuyên quyết tâm đi đến trước vương tọa ngọc trắng. Dương Bách Xuyên đi tới trước vương tọa bạch ngọc, trông thấy hồ ly bạch ngọc đang ngồi xổm trên vương tọa. Ngay sau đó hắn mở to hai mắt quan sát, lại nhìn thấy bức tượng đá hồ ly này không có đuôi. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng bức tượng đá bằng bạch ngọc này chính là tượng Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương, dù có thế nào thì đáng lẽ ra nó cũng phải là một bức tượng đá hoàn chỉnh mới đúng. Ai ngờ tượng đá lại bị khuyết. Không hề có đuôi. Trên tấm bia đá ở tế đàn trước đó có ghi lại, Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương tự chặt 9 cái đuôi để bảo vệ hành cung, hiện tại Dương Bách Xuyên cảm thấy có lẽ đó là sự thật. Hồ ly bạch ngọc ngồi trên vương tọa chắc chắn là Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương rồi, bởi vì nó không có đuôi. Nhưng Dương Bách Xuyên không thể nghĩ ra được vì sao lại như vậy. Chẳng lẽ người xây dựng hành cung hoặc là điêu khắc tượng đá không thể đắp nặn một bức tượng Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương hoàn chỉnh ư? Đúng lúc này Cửu Nhi mở miệng nói, công tử, thứ mà ngài nhìn thấy chính là việc mà Cửu Nhi đang muốn nhờ ngài hỗ trợ, Cửu Nhi hy vọng, nàng, có thể khởi tử hồi sinh. Dương Bách Xuyên trợn trừng hai mắt, tưởng rằng là mình nghe lầm, nhưng hắn lại nhìn thấy ngón tay của Cửu Nhi chỉ về phía tượng đá hồ ly bạch ngọc. Hắn lấy lại bình tĩnh thử hỏi, ngươi, ý ngươi là muốn làm bức tượng đá này sống lại. Cửu Nhi gật đầu nói, đúng vậy, Cửu Nhi muốn làm nàng sống lại. Hơn nữa nàng không phải tượng đá, nàng là Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương nương nương, tượng đá này là do nương nương biến thành. Chỉ cần nương nương có thể sống lại, bọn ta sẽ được sống tiếp, nương nương không sống lại, tỉ muội bọn ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, xin công tử hãy rủ lòng thương giúp đỡ Cửu Nhi. Dương Bách Xuyên nghe vậy, trong lòng như sông cuộn biển gầm. Nghe Cửu Nhi nói, lượng tin tức quá lớn. Mẹ nó chứ. Tượng đá hồ ly bạch ngọc lại chính là bản tôn Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương ư. Nghe có vô lý không chứ hả? Rõ ràng chỉ là một bức tượng đá mà thôi, sao có thể sẽ là Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương được?
làm một bức tượng đá sống lại, chuyện này, đang đùa nhau à? Hơn nữa nghe ý của Cửu Nhi, nàng ta còn có tỉ muội. Còn nói tượng đá không thể sống lại, tỉ muội các nàng sẽ vĩnh sinh vĩnh thế bị nhốt ở nơi này. Nghe có vẻ rõ ràng, nhưng lại khiến Dương Bách Xuyên thấy mơ hồ. Hiện tại Dương Bách Xuyên cảm giác nữ tử đẹp đến không cách nào hình dung tên là Cửu Nhi ở trước mặt, chắc chắn là kẻ điên. Hắn theo bản năng lùi về phía sau, hít sâu một hơi nói, trước tiên, Cửu Nhi cô nương có phải ngươi lầm rồi hay không? Đây rõ ràng là một bức tượng đá thôi mà, sao có thể sống lại chứ? Ta không biết thuật khởi tử hồi sinh, y thuật cũng chỉ có thể trị liệu thân thể máu thịt thôi, xin lỗi ta không giúp được ngươi rồi, cáo từ. Nói xong, Dương Bách Xuyên xoay người rời đi, hắn càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, dù cho không tìm thấy được manh mối bảo tàng gì, hắn cũng không muốn tiếp tục ở cạnh nữ tử này nữa, chắc chắn là có vấn đề, từ khi tiến vào đại điện này Dương Bách Xuyên đã cảm thấy có vấn đề rất lớn rồi. Đúng lúc này, sau khi Dương Bách Xuyên xoay người bước một bước rời khỏi vương tọa, đột nhiên xảy ra dị biến. Cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi trong nháy mắt, đầu tiên là vặn vẹo, ngay sau đó lại bình thường, đầu váng mắt hoa một hồi, tiếp theo đó thì khôi phục bình thường. Nhưng Dương Bách Xuyên đột nhiên phát hiện, toàn bộ đại điện đã biến mất, thay vào đó lại là một rừng hoa đào. Dương Bách Xuyên bỗng nhiên xoay người lại, phát hiện Cửu Nhi và tượng đá hồ ly bạch ngọc vẫn còn ở đó, nhưng vương tọa lại biến mất tăm mất tích. Ảo cảnh. Dương Bách Xuyên nghĩ tới từ này đầu tiên. Đúng lúc này một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, ha ha ha, Cửu muội, sao ngươi không nói thẳng cho hắn ta biết, thật ra nếu không thể làm tượng đá của nương nương sống lại, không có thuật khởi tử hồi sinh, thì có thể thông qua việc hiến tế tinh huyết để giúp ngài ấy sống lại chứ. Đúng vậy Cửu muội, tỉ muội bọn ta chờ mãi mới được một tên tế phẩm, cũng không thể thả chạy được. Hi hi, còn là một tên khá là đẹp trai nữa, đúng là đáng tiếc. Tóc trắng phiêu giật là kiểu mà ta thích. Ha ha, tiếc cho tiểu soái ca. Câm miệng hết cho ta, một giọng nói trong vắt vang lên. Đại tỷ, đại tỷ. Chủ nhân của mấy giọng nói trêu chọc Dương Bách Xuyên lúc trước lập tức trở nên ngoan ngoãn, cung kính gọi một tiếng đại tỷ. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy rừng hoa đào tự động rẽ sang hai bên, tám nữ tử có dung mạo không thua kém gì Cửu Nhi chợt xuất hiện. Hơn nữa chín người bọn họ đều mặc quần áo có màu khác nhau, rất dễ phân biệt. Nữ tử dẫn đầu mặc áo màu tím, mặt không có biểu cảm gì cả, chậm rãi đi đến trước mặt Dương Bách Xuyên, đứng trước tượng đá bạch ngọc. Giờ phút này toàn thân Dương Bách Xuyên lại chấn động, hắn biết mình xong rồi. Cũng đã đoán được thân phận của chín nữ tử này. Đương nhiên chuyện này không quá quan trọng đối với Dương Bách Xuyên, quan trọng là Dương Bách Xuyên đã nghe thấy hai chữ hiến tế. Giọng nói đầu tiên đã nói rất rõ ràng rằng nếu không có thuật khởi tử hồi sinh giúp cho tượng đá bạch ngọc sống lại, vậy có thể hiến tế tinh huyết để thay thế. Hiến tế tinh huyết của ai chứ? Nhìn cái là biết ngay mà, hiển nhiên là dùng tinh huyết của Dương Bách Xuyên hắn rồi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện rừng hoa đào, đại điện biến mất, hoặc cũng có thể là ảo giác, không cần hỏi tất nhiên đây là kiệt tác của mấy nữ tử này rồi. Dương Bách Xuyên sử dụng càn khôn nhãn nhìn xung quanh một vòng. Nhưng nhìn không ra dấu vết ảo giác nào cả. Đây là điều khiến hắn thấy chấn động nhất. Dương Bách Xuyên không di chuyển mà nheo mắt lại nhìn chằm chằm nữ tử dẫn đầu. Hai bên đều đang quan sát đối phương. Không bao lâu sau, nữ tử dẫn đầu nhìn Dương Bách Xuyên, mở miệng nói, chắc là tiểu đệ đệ cũng đã nghe rõ mấy lời của bọn ta rồi nhỉ. Không rõ lắm, giờ phút này Dương Bách Xuyên hoàn toàn không thể nhìn không thấu mấy nữ tử này. Cho dù có nghe rõ thì hắn cũng sẽ không nói, tất cả những gì hắn có thể làm là giả ngu giả ngơ lặng lẽ quan sát sự thay đổi. Ha ha, không rõ lắm cũng không sao, ta có thể lặp lại cho ngươi nghe, rằng bọn ta sẽ dùng tinh huyết của ngươi để hiến tế cho Cửu Vĩ nương nương, đây là sứ mệnh của bọn ta, ngươi muốn tự làm. Hay là để tỉ muội bọn ta ra tay, nữ tử áo tím dẫn đầu nhìn Dương Bách Xuyên nói. Lúc này Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, tạm thời đừng vội ra tay. Để ta suy nghĩ một chút được không? Cũng không phải không được, cho ngươi thời gian 10 tức, nhanh lên nhé, không thì đừng trách tỉ muội bọn ta đích thân ra tay. Nữ tử áo tím cười tủm tỉm nói, nhưng mà biểu cảm của nàng ta ở trong mắt Dương Bách Xuyên lại đằng đằng sát khí. Mà giờ phút này, hiển nhiên người nào đó họ Dương đang cố kéo dài thời gian, âm thầm trao đổi với lão đầu tử ở trong đầu, bàn bạc biện pháp đối phó. Lão đầu tử, người có nhìn ra được bản thể của các nàng không?
Tuy rằng con không nhìn ra được nhưng mà căn cứ vào trạng thái bị mất đuôi của tượng đá hồ ly kia, hơn nữa mấy nữ tử trước mặt lại vừa khéo có 9 người, chắc bọn họ là 9 cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu phải không? Dương Bách Xuyên hỏi. Tiểu tử, con thông minh hơn rồi đó, quả thật 9 nữ tử này là 9 cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu. Có lẽ trải qua những tháng năm dài đằng đẵng ấy, các nàng đã hóa hình, hơn nữa, nếu vi sư không đoán sai, vốn dĩ mục đích ban đầu mà cửu vĩ thiên yêu vương tự chặt đứt 9 cái đuôi là muốn để mấy cái đuôi của mình trấn thủ hành cung cửu vĩ, hay cũng có thể nói là trấn thủ bảo tàng của chủ nhân thiên yêu. Thật ra cái chính là để sàng lọc chọn lựa người tiến vào hành cung thiên yêu, đặt ra khảo nghiệm, tìm một người có thể thông qua khảo nghiệm cửu vĩ tiến vào khu vực trung tâm của chủ nhân thiên yêu. Nhưng mà 9 cái đuôi này là 9 khảo nghiệm, nhưng lại sinh ra linh trí trong những tháng năm dài đằng đẵng ấy, sau khi có được ý thức thì bọn họ lại không làm như vậy nữa. Các nàng muốn trở thành cá thể tồn tại độc lập, nhưng lại cần có một cơ hội này chính là tượng đá của cửu vĩ thiên yêu vương. Dựa theo những gì họ đã nói trước đó thì chỉ cần có thể làm tượng đá sống lại, các nàng sẽ có thể tồn tại độc lập, đương nhiên, vi sư đoán rằng, bọn họ không phải là muốn làm tượng đá sống lại thực sự. Mà là muốn khôi phục lại 9 cái đuôi bị gãy của tượng đá. Tượng đá chính là bản tôn của cửu vĩ thiên yêu vương, bản thể của nàng ta đang trấn thủ nút thắt phá giải bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, chỉ cần tượng đá cửu vĩ thiên yêu khôi phục lại 9 cái đuôi, bảo tàng này sẽ mở ra được. Căn cứ vào những thông tin mà vi sư đã có được trước đây và suy đoán hiện tại, chìa khóa để mở ra bảo tàng hay còn là bí mật của chủ nhân thiên yêu chính là tượng đá cửu vĩ thiên yêu vương này. Nếu muốn mở ra thì phải làm tượng đá hồ ly khôi phục lại 9 cái đuôi, muốn khôi phục thì chắc là 9 cái đuôi hoặc là 9 nữ tử ở trước mặt này phải hóa hình, nhưng một khi 9 nữ tử hóa thành đuôi trở về với tượng đá giúp cho tượng đá khôi phục 9 đuôi, tương ứng 9 người các nàng hiển nhiên sẽ biến mất. Vậy nên các nàng phải dùng tinh huyết của các sinh linh khác để hiến tế cho tượng đá cửu vĩ thiên yêu vương, làm như vậy thì 9 người các nàng sẽ có thể tồn tại, sau này tu luyện độc lập, thậm chí còn có thể tiến tới đại đạo. Nhưng mà con cũng không cần phải lo lắng, thực lực của 9 người các nàng chắc không cao đâu, nếu thực lực mạnh thật thì sẽ ra tay với con luôn chứ không thương lượng với con làm gì, thậm chí còn đe dọa bằng lời nói. Tộc cửu vĩ thiên yêu giỏi nhất là sử dụng ảo cảnh. Từ lúc tiến vào đến bây giờ, tất cả đều là ảo cảnh do 9 người các nàng chế tạo, cũng rất lợi hại, suýt chút nữa vi sư đã bị các nàng lừa rồi. Ảo cảnh đạt tới mức cao nhất sẽ biến thành cảnh thật. Đây là cảnh giới cao nhất của ảo cảnh chi đạo, mỗi một ngọn cỏ cành cây ở nơi này đều mang theo hơi thở của sự sống, cho nên ảo cảnh cũng có thể đạt tới cảnh giới chân thật. Nhưng mà 9 người các nàng vẫn chưa có đạo hạnh cao như thế để có thể chế tạo ra một ảo cảnh chân thật như vậy, nên có lẽ bọn họ đã sử dụng bảo vật gì đó để hỗ trợ, con phải cẩn thận. Nghe sư phụ nói vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng chấn động, vội vàng hỏi lão đầu tử, con nên làm gì bây giờ? Đi một bước xem một bước đi, cố gắng kéo dài thời gian, vi sư nghĩ cách tìm bảo vật đã chế tạo ảo cảnh cho bọn ta, nếu không đoán sai, có lẽ bảo vật đó chính là yêu đan của cửu vĩ thiên yêu vương. Vân Thiên Tà nói, đúng lúc này nữ tử dẫn đầu mở miệng nói, tiểu đệ đệ, đến giờ rồi, người muốn tự làm hay là để cho tỉ muội bọn ta đích thân ra tay hả? Vừa nói chuyện nàng ta vừa chỉ vào tượng đá bạch ngọc kia, ý bảo Dương Bách Xuyên mau hiến tế tinh huyết. Nói thật ra là muốn lấy mạng của Dương Bách Xuyên. Đối với chuyện này, Dương Bách Xuyên chỉ cười ha ha nói, ta có cách giải quyết tốt hơn nhiều, không cần phải hiến tế tinh huyết cũng có thể làm tượng đá bạch ngọc sống lại, hay cũng chính là làm cho các ngươi sống lại. Suy cho cùng, 9 nữ tử này là 9 cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương, là máu thịt tách ra từ bản thể của cửu vĩ thiên yêu, cũng có thể nói là đại diện cho bản thân cửu vĩ thiên yêu vương. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời. 9 nữ tử đều thay đổi sắc mặt. Lúc này Dương Bách Xuyên biết ngay mình nói đúng rồi, suy đoán của lão đầu tử và hắn đều không sai. Sau đó hắn chậm rãi nói lại toàn bộ suy đoán của mình và lão đầu tử cho 9 nữ tử nghe, dù sao hắn cũng muốn kéo dài thời gian, để lão đầu tử tìm ra bảo vật chế tạo ảo cảnh. Muốn mở được bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, tượng đá cửu vĩ hồ ly bằng bạch ngọc này chính là chìa khóa, mà nhân tố mấu chốt chính là 9 cái đuôi. Hoặc là nói 9 nữ tử ở trước mặt này. Có lẽ dựa theo ý định ban đầu của cửu vĩ thiên yêu vương, nàng ta chặt đứt 9 cái đuôi của mình là để bảo vệ hoặc là thiết lập khảo nghiệm cửu nữ. Cuối cùng người thông qua khảo nghiệm, đến được nơi này sẽ có thể bước vào khu vực trung tâm của chủ nhân thiên yêu, lấy được bảo tàng của chủ nhân thiên yêu.
Mà tiền đề là 9 cái đuôi phải trở về với bản thể của cửu vĩ thiên yêu vương, nhưng 9 cái đuôi đã trải qua vô số năm tháng, tự sinh ra ý thức, nếu bắt các nàng trở về với bản thể một lần nữa, chẳng khác nào đang bắt 9 người các nàng phải biến mất. Sao có thể chứ, các nàng vất vả lắm mới sinh ra được ý thức riêng, mỗi người đều tu đạo thành công, trở thành 9 sinh linh tồn tại độc lập, bắt các nàng phải chết vì một cái bảo tàng thiên yêu, điều này cực kỳ khó khăn. Đương nhiên là không cam lòng rồi. Sau khi bọn họ có linh trí và ý thức, chẳng khác nào sau này 9 cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương sẽ tồn tại như một cá thể độc lập, có thể theo đuổi những cái mà mình muốn. Giờ bắt các nàng phải đã chết để bảo vệ hoặc là mở ra bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, các nàng không làm được. Hơn nữa không chỉ có vậy, các nàng còn muốn đi ra ngoài, phải rời khỏi hành cung cửu vĩ thiên yêu, phải rời khỏi cái nhà giam này. Đúng vậy, đối với 9 người các nàng, hiện tại nơi này chẳng khác gì nhà giam cả. Nhưng nếu muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải hoàn thành lời hứa của cửu vĩ thiên yêu vương với chủ nhân thiên yêu. Cửu vĩ thiên yêu vương đã hứa với chủ nhân thiên yêu rằng sẽ bảo vệ nơi này, chọn ra hoặc là chờ đợi một người có duyên, bật mở bảo tàng của chủ nhân thiên yêu. Tạm thời không nói bảo tàng là cái gì, chỉ nói riêng về phương pháp mở bảo tàng thôi, chính là phải để 9 cái đuôi quay trở lại bản thể, trở lại tượng đá bị đứt đuôi kia, như thế cửu vĩ thiên yêu vương sẽ có thể hoàn chỉnh, có lẽ sẽ sống lại được, hoặc là tượng đá sẽ xảy ra thay đổi nào đó, mở ra bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, hoàn thành lời hứa với chủ nhân thiên yêu. Nếu không hoàn thành lời hứa này, như vậy 9 cái đuôi sẽ mãi mãi không thể rời khỏi nơi này. Bởi vậy, sau khi 9 cái đuôi có ý thức, bọn họ đã nghĩ đến cách dùng tinh huyết để hiến tế, dùng tính mạng của người khác thay thế cho mình, làm cho tượng đá sống lại. Đây cũng là lý do tại sao lúc đầu Cửu Nhi lại hỏi Dương Bách Xuyên có thể khởi tử hồi sinh hay không. Mãi mới chờ được một người là Dương Bách Xuyên, sao mà đám hồ ly tinh này lại có thể để Dương Bách Xuyên rời đi cơ chứ? Không hoàn thành lời hứa của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương với chủ nhân Thiên Yêu, sao 9 người các nàng có thể lấy được tự do đây? Theo lý thì cửu vĩ thiên yêu vương cũng là thuộc hạ của chủ nhân thiên yêu, sẽ không phản bội chủ nhân thiên yêu, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân để trấn thủ hành cung, sẵn sàng chặt đuôi để bảo vệ bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, từ đó có thể biết được cửu vĩ thiên yêu vương tuyệt đối trung thành với chủ nhân thiên yêu. Thậm chí cả bảy đại thiên yêu cũng rất trung thành. Chẳng qua cửu vĩ thiên yêu vương không ngờ rằng sau vô số năm, 9 cái đuôi của nàng ta lại sinh ra ý thức độc lập. Diễn biến tiếp theo không như những gì cửu vĩ thiên yêu vương đã dự đoán. Sau khi Dương Bách Xuyên nói ra toàn bộ suy đoán của mình, cửu vĩ hồ ly tinh bắt đầu thay đổi sắc mặt, ngay sau đó nữ tử áo tím dẫn đầu đột nhiên nở nụ cười nói, ha ha, người thông minh hơn ta tưởng đấy. Không sai, tỉ muội bọn ta quả thật có suy nghĩ như vậy, năm đó hành cung thiên yêu gặp nạn, ta hay chính là bản thể cửu vĩ thiên yêu của bọn ta với 6 đại thiên yêu vương khác vì để bảo vệ thứ mà chủ nhân thiên yêu đã để lại. Dùng chút pháp lực cuối cùng tạo ra hành cung thất tinh thiên yêu. Trên thực tế, làm như vậy cũng đã đủ tận trung với yêu chủ rồi, hiện tại bọn ta tự sinh ra ý thức, có hy vọng chứng đạo, trở thành một cá thể tồn tại độc lập, dựa vào đâu lại bắt bọn ta phải nộp mạng. Những gì nên làm đều đã làm xong, bảo vệ mấy chục vạn năm, trải qua năm tháng vô tận, không hề khiến yêu chủ phải thất vọng, nhưng bọn ta không cam lòng. Nói tới đây, nữ tử áo tím gần như đã hét lên. Cảm xúc cực kỳ kích động. Một lát sau nàng ta hít sâu một hơi, đột nhiên nở một cười quyến rũ nói, nếu như đã nói ra rồi, vậy thì ta sẽ cho tiểu tử nhà ngươi được chết một cách rõ ràng, nói hết ra cho ngươi nghe vậy. Nhiều năm qua, ngươi là người đầu tiên vào được hành cung cửu vĩ thiên yêu, bọn ta không có đối tượng để chia sẻ nên cũng rất bức bối. Nàng ta dừng một chút rồi lại nói tiếp, bản thể cửu vĩ thiên hồ của bọn ta chính là thiên yêu tầng 9. Những gì nàng đã đặt ra thì đều là quy tắc nằm dưới sự chứng giám của thiên đạo, phải nói rằng bọn ta rất khó có thể vi phạm. Nàng chặt 9 đuôi, biến bọn ta thành 9 khảo nghiệm, cuối cùng người thông qua 9 khảo nghiệm là có thể tiến vào nơi chứa đựng bảo tàng của chủ nhân thiên yêu. Đương nhiên đây không phải là điểm mấu chốt, quan trọng là theo như lời mà ngươi đã nói, bọn ta chính là 9 cái đuôi, là một phần trên bản thể cửu vĩ thiên yêu vương, cuối cùng muốn mở được bảo tàng của chủ nhân thiên yêu. Bọn ta cần phải quay trở lại bức tượng đá này. Mà, một khi như vậy, bọn ta sẽ tan biến mãi mãi, thật ra bức tượng đá này là một chiếc chìa khóa dùng để mở bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, một chiếc chìa khóa chứa đựng lực lượng của cửu vĩ thiên yêu. Cuối cùng,
sau khi mở được bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, lực lượng trên tượng đá sẽ hao hết, tan biến thẳng vào đất trời, bọn ta cũng sẽ biến mất không còn một mảnh. Tàn khốc như vậy, đổi lại là ngươi, ngươi có cam tâm không, ha ha, sợ là tiểu đệ đệ ngươi cũng sẽ không đâu phải không? Cũng may, giữa những năm tháng vô tận ấy bọn ta đã sinh ra ý thức, cho nên tất cả những chuyện này vẫn có thể thay đổi được. Chỉ cần có người tiến vào, bọn ta sẽ bắt người đó thay thế cho bọn ta, hiến tế tinh huyết, cuối cùng mở ra bảo tàng. Ha ha ha, sau đó sao, bảo tàng sẽ thuộc về tỉ muội bọn ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng bảo tàng của hành cung thiên yêu dễ lấy như vậy thật chắc? Tiểu đệ đệ yên tâm đi, ngươi không phải là người cuối cùng đâu, bên ngoài đã có người tới rồi, bọn họ cũng sẽ trở thành tế phẩm giống như ngươi thôi. Chỉ cần có đủ tế phẩm, kích thích tượng đá mở ra bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, đương nhiên tỉ muội bọn ta sẽ không phải chịu sự trói buộc của thiên đạo giống như bị nguyền rủa nữa, có thể rời khỏi nơi này rồi. Nói gì thì nói, ngươi cũng là ân nhân của bọn ta, nhưng đáng tiếc, rốt cuộc thì ngươi cũng phải trở thành tế phẩm. Được rồi, những gì cần nói thì ta đã nói hết, nếu bản thân ngươi không muốn, vậy bọn ta đành phải đích thân ra tay thôi. Sau khi nữ tử áo tím dứt lời, nàng ta nở một nụ cười quái dị với Dương Bách Xuyên, đột nhiên hừ lạnh nói, ra tay. Âm cuối kết thúc, chín nữ tử đồng thời khua khoáng hai tay. Dương Bách Xuyên tưởng rằng các nàng đang sử dụng thần thông cường đại nào đó để tấn công mình, lập tức lùi về phía sau. Nhưng ngay sau đó hắn lại phát hiện, chín muội tử hồ yêu không hề sử dụng bất kỳ thần thông nào để tấn công hắn mà chỉ thi triển một loại thủ quyết kỳ quặc nào đó, các nàng đứng yên tại chỗ hoàn toàn không di chuyển. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên phát hiện cảnh tượng bốn phía đột nhiên vặn vẹo. Trong chớp mắt, trời đất thay đổi, bốn phía xuất hiện lửa cháy hừng hực, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu vọt ra ngọn lửa, trở nên vô cùng nóng bỏng. Hắn bị ngọn lửa vô tận bao vây, bốn phương tám hướng đều là lửa cháy. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, vỗ nhẹ cánh chim thiên ưng ở sau lưng, bay lên cao, muốn lao ra ngoài. Nhưng mà hắn bay lên rồi mới phát hiện, hình như mình đang ở trong một cái lò luyện đan, hoàn toàn không thể bay ra ngoài được. Hơn nữa ngọn lửa trong không khí càng ngày càng lớn, hắn đành phải đáp xuống mặt đất. Đúng lúc này, chợt nghe thấy tiếng cười của nữ tử áo tím vang vọng khắp không gian, tiểu đệ đệ đừng giãy giụa nữa, nơi này là bên trong phần thiên lô, ngươi không có chỗ để trốn cũng chẳng có chỗ để thoát đâu, cứ từ từ chờ bị luyện hóa đi. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên trở nên khó coi, tuy rằng hắn không biết phần thiên lô là cái thứ gì, nhưng sau khi cảm thụ một lúc thì hắn cũng đã cảm nhận được đây không phải là một ngọn lửa bình thường, nhiệt độ của nó cực kỳ cao. Hắn không ngờ chín muội tử hồ yêu lại không tấn công mình, ngược lại còn làm phép nhốt hắn ở trong cái thứ được gọi là phần thiên lô này, muốn luyện hóa hắn. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, kiếm đầu long trong tay, chuẩn bị sử dụng bạo lực phá vỡ phần thiên lô để thoát ra ngoài. Khắp không gian đều là ngọn lửa, Dương Bách Xuyên vận chuyển chân khí chống cự ngọn lửa, tạm thời còn chưa uy hiếp đến hắn. Ngay sau đó, chém một kiếm vào hư không, phát ra một kiếm mạnh nhất của mình. Nhưng một kiếm này giống như đá chìm đáy biển, không bốc lên nổi chút bọt nước. Dương Bách Xuyên không tin, chuẩn bị chém ra kiếm thứ hai. Lúc này, âm thanh của sư phụ vang lên trong đầu hắn, tiểu tử thối, đừng tốn sức, đây là ảo cảnh, con chém như vậy sẽ không phá được. Nghe thấy sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên dừng lại hỏi, sư phụ, ý người là, đây không phải đốt thiên lò, mà là ảo cảnh bắt chước tạo thành. Đúng vậy. Lúc trước phi sư từng nói, sau khi ảo cảnh đạt đến một trình độ nhất định sẽ giả giả thật thật, lấy giả đánh cháo. Cửu vĩ thiên hồ am hiểu nhất đạo biến ảo, không tìm thấy cửa sẽ không tìm thấy đốt thiên lò chân chính. Đốt thiên lò chính là một trong 10 tiên khí nổi tiếng của tiên giới, mặc dù hiện tại là đốt thiên lò do ảo cảnh tạo thành, nhưng với tu vi bây giờ của con, không thể phá được. Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên biết được đốt thiên lò là một trong 10 tiên khí của tiên giới. Chứng tỏ sư phụ rất quen thuộc với tiên giới, ngược lại làm Dương Bách Xuyên tò mò, không nhịn được nói, sư phụ, nghe có vẻ người rất quen thuộc với tiên giới. Đây không phải điều con cần quan tâm, trước mặt cứ lo cho bản thân đi, về việc tiên giới, sau này con sẽ tự hiểu. Dường như Vân Thiên Tà không muốn nhiều lời với Dương Bách Xuyên. Được, con không hỏi, người nói cho con bây giờ nên làm gì bây giờ, nhiệt độ ngọn lửa ở đây càng ngày càng cao. Lâu rồi con sẽ bị luyện hóa, đến lúc đó người sẽ mất đi một đồ đệ thiên tài. Ngoài miệng vội vàng,
thật ra không hề lo lắng. Đầu tiên, bởi vì hắn biết sư phụ tuyệt đối có biện pháp, thứ hai hắn còn có không gian hồ càn khôn, thật sự không chống được hắn sẽ trốn vào trong đó, ngọn lửa nơi này rất mạnh, Dương Bách Xuyên tin tưởng vào hồ càn khôn. Hơn nữa hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn đối kháng với ngọn lửa này. Tất nhiên trốn vào không gian hồ càn khôn chỉ là kế sách cuối cùng, không đến cuối cùng, hắn sẽ không đi vào đó. Một khi đi vào, đến lúc đó bí mật của hồ càn khôn sẽ bại lộ ra trước chín hồ muội tử, đây không phải chuyện tốt. Nghe sư phụ trầm tư suy nghĩ một lúc, ảo cảnh cũng chỉ là ảo cảnh, có rất nhiều cách phá giải, bạo lực là cách đơn giản có hiệu quả nhất, nhưng với thực lực hiện tại của con, vẫn chưa phá được. Bây giờ phải tìm được trung tâm ảo cảnh, điểm này giống với mắt trận, đến lúc đó có thể phá được. Nhưng trung tâm ảo ảnh không dễ tìm, che giấu quá sâu, vi sư cũng không tìm ra ngay lập tức được, yêu cầu thời gian. Cách tiếp theo là nhìn ra điểm yếu, bất cứ ảo ảnh này cũng đều có sơ hở, không phải hoàn mỹ, nếu thật sự hoàn mỹ, nó sẽ là một thế giới chân chính chứ không phải không gian ảo cảnh. Muốn phá vỡ nốt thiên lò này phải dựa vào chính con. Vì sự tiếp tục đi tìm yêu đan của cửu vĩ yêu vương, đó mới là điểm quan trọng nhất trong chế tạo ảo cảnh, nếu không tìm thấy yêu đan, cho dù phá được ảo cảnh đốt thiên lò này, các nàng còn sẽ chế tạo ra được không gian khác cùng loại. Nói xong, Vân Thiên Tà lại bổ sung, à, đúng rồi, vi sư cho con một kiến nghị, dùng tâm, xét đến cùng ảo cảnh đánh vào nội tâm con người. Mắt của con nhìn thấy ngọn lửa thì nó là ngọn lửa, cảm nhận được cực nóng thì là cực nóng. Trong lòng nghĩ đến gì, nó sẽ là cái đấy. Tiểu tử thối, tự suy nghĩ đi, đây coi như một lần khảo nghiệm của vi sư, nếu con có thể dựa vào, đạo tâm, để phá vỡ ảo cảnh đốt thiên lò, con đường tu đạo sẽ rộng mở hơn. Nói xong, Vân Thiên Tà mai danh ẩn tích. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, ban đầu còn nghĩ dựa vào sư phụ để phá vỡ ảo cảnh đốt thiên lò, ai biết sư phụ lại giao bài tập cho hắn. Sư phụ thối, dựa vào bản thân thì dựa vào bản thân. Cho rằng con không làm được sao? Mắng xong, Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu suy nghĩ. Theo lời của sư phụ, câu cuối cùng của sư phụ chính là cách phá giải. Dựa đạo tâm, Dương Bách Xuyên rơi vào tự hỏi. Lúc này thân thể hắn chìm trong biển lửa vô tận, nhiệt độ càng ngày càng cao, nhưng hắn không bị ảnh hưởng. Có chân khí ngăn cản, thân thể tăng lên, tạm thời biển lửa cực nóng này còn chưa uy hiếp được hắn. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết càng lâu, nhiệt độ sẽ càng cao. Dù sao cũng phải phá vỡ ảo cảnh đốt thiên lò này. Sư phụ nói phải dùng tâm, nhưng phải dùng tâm như thế nào, Dương Bách Xuyên không hề có chút manh mối nào cả. Ngược lại thời gian dần trôi đi, uy lực của ngọn lửa càng thêm cường đại, Dương Bách Xuyên phải thúc giục mệnh tinh Thái Dương, chuông Đông Hoàng xuất hiện, phù văn màu vàng chuyển động, bao phủ lấy thân thể hắn. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm Dương Bách Xuyên kinh sợ. Ban đầu hắn tưởng rằng sau khi thúc giục mệnh tinh Thái Dương, có chuông Đông Hoàng thì hắn có thể ngăn cách ngọn lửa. Hơn nữa chuông Đông Hoàng có thiên phú thần thông mệnh tinh Thái Dương, có thể hấp thu lực chí dương trên thế gian, ngọn lửa chỉ là một loại trong đó. Nhưng lần này sau khi chuông Đông Hoàng xuất hiện, hắn lại không cảm nhận được nhiệt độ cực nóng giảm xuống. Cho nên Dương Bách Xuyên hoảng loạn. Nếu chuông Đông Hoàng không được, vậy thử mệnh tinh Thái M, cánh cửa U Đô. Cánh cửa U Đô hấp thu lực lượng chí âm chí hàn, là khắc tinh của ngọn lửa, chắc là dùng được. Kết quả, thúc giục mệnh tinh Thái M, cánh cửa U Đô xuất hiện cũng không hề có chút cải thiện nào, nhiệt độ vẫn cao như vậy. Lần này Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt. Mệnh tinh Thái M và mệnh tinh Thái Dương mất đi hiệu lực, làm sao hắn chịu nổi được. Uy lực của ngọn lửa càng lúc càng lớn, Dương Bách Xuyên cảm giác hắn sắp không chịu được, cả người sắp bị đốt trọi. Không thể loạn, không thể loạn, sư phụ nói dùng tâm, Dương Bách Xuyên tự an ủi, mạnh mẽ làm bản thân bình tĩnh lại. Cẩn thận suy nghĩ những lời sư phụ nói. Sư phụ từng nói, căn nguyên của ảo cảnh là tâm, trong mắt nhìn thấy cái gì, trong lòng sẽ nghĩ đến cái đó. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại. Mắt không thấy tâm không phiền, mắt không thấy lòng không suy nghĩ, làm chính mình yên tĩnh lại rồi tính. Không biết là tâm lý hay gì. Thật sự có tác dụng, Dương Bách Xuyên cảm thấy uy lực của ngọn lửa giảm xuống. Dùng tâm, dùng đạo tâm. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Dần dần sự nóng nảy trong lòng hắn biến mất. Sau đó hắn nghĩ đến càn khôn nhãn, vận chuyển càn khôn nhãn để quan sát cảnh tượng xung quanh. Vẫn là biển lửa,
nhưng lúc này hắn lại thấy được một vài chỗ khác biệt. Dưới sự quan sát của càn khôn nhãn, hắn thấy được một hồ dung nham ở trong biển lửa. Sau đó Dương Bách Xuyên nhắm mắt đi trong biển lửa, khoảng nửa canh giờ sau, phát hiện không gian biển lửa này là một không gian hình tròn có phạm vi một cây số. Sư phụ bảo hắn đi quan sát, làm hắn dùng tâm quan sát. Hiện tại hắn quan sát được một chỗ khác biệt, đó là miệng hồ dung nhân này. Sau khi đi đến gần hồ dung nham, cách 10 mét, Dương Bách Xuyên dừng. Không phải không muốn đi qua, mà là nhiệt độ thật sự cao đến mức hắn không thể tưởng nổi. Nhìn hồ dung nham đường kính 100 mét, bên trong chứa đựng dung nham sôi ủng ục, Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt, sợ rằng hồ dung nham này có thể hòa tan mọi thứ. Hắn nhắm mặt lại, nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ cực kỳ nóng bên trong hồ dung nha. Hít sâu, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, không phá không xây được, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị đốt chết, liều mạng một lần. Nếu nhận định hồ dung nham là trung tâm của ảo cảnh, Dương Bách Xuyên đành phải đánh cuộc một lần. Dựa theo lời của sư phụ, hắn quan sát lâu như vậy cũng chỉ có hồ dung nham này không giống bình thường. Nếu thật sự có huyễn mắt, vậy chỉ có thể là nơi này. Hắn chui vào dung nham, mặc dù nói là đánh cuộc, nhưng cũng không phải không có căn cứ. Vận chuyển càn khôn nhãn, mặc dù vẫn nhìn thấy hồ dung nham, nhưng vẫn có thể nhìn ra được một vài chỗ khác biệt. Dương Bách Xuyên nhìn thấy hồ dung nham không chỉ sôi ủng ục, mà còn toát ra linh lực mờ nhạt. Hắn quan sát cả đốt thiên lò không hề có sự dao động của linh lực, chỉ có hồ dung nham có. Đây chính là chỗ khác biệt. Hơn nữa sư phụ cũng nói, nhìn thấy chưa chắc là thật, phải dùng tâm quan sát. Cho nên tổng kết lại, Dương Bách Xuyên cho rằng mắt ảo cảnh là hồ dung nham. Dương Bách Xuyên cũng có chuẩn bị trước cho lần đánh cuộc này. Cho nên hắn nhảy vào hồ dung nha. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên nhắm mắt nhảy vào hồ dung nham, cảm thấy nhiệt độ đạt đến cực hạn, cả người hắn bắt đầu bốc khói, giống như sắp bốc hơi. Dầm! Cả người biến mất trong dung nham cuồn cuộn. Đồng thời, Dương Bách Xuyên cũng biết bản thân đánh cuộc thắng. Sư phụ nói không sai, căn nguyên của ảo cảnh bắt đầu từ tâm. Khoảnh khắc hắn nhảy vào hồ dung nham, đồng nghĩa với việc khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng, cho nên hắn đánh cuộc chính xác. Sau đó hắn cảm thấy nhiệt độ cực nóng biến mất, cảnh tượng xung quanh thay đổi. Vị trí của hắn vẫn ở trước vương tọa của đại điện. Biển lửa, đốt thiên lò, rừng hoa đào, tất cả đều biến mất không thấy. Chủ nhân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Sau đó, bên tai truyền đến âm thanh của Đả Tiên Thạch. Xoay người, thấy tất cả mọi người đều có mặt trong đại điện. Mai Hoa Tiên Tử và bốn nữ tử còn lại của Thông Tiên Cung, Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long, tất cả đều có mặt trong đại điện. Bạch Ngọc Hồ Ly trên vương tọa, hay nói cách khác pho tượng của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương vẫn tồn tại, nhưng lại không thấy chín tỷ muội Hồ Ly đâu. Cục đá, chín tỷ muội Hồ Ly đâu? Dương Bách Xuyên nói xong, bước xuống bậc thang, đi vào đại điện, bởi vì hắn nhận ra không thích hợp. Tất cả mọi người không hề nhúc nhích. Chủ nhân, không có chín, chỉ có một nữ tử tên Cửu Nhi kia, ta nhìn thấy lúc ngươi xoay người đi xuống, nàng ta đã biến mất không thấy, sau đó nhìn thấy ngươi đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Sau đó là đám người trong đại điện, bọn họ lần lượt đi vào, tiếp theo một đám đều bất động giống như ngươi, Đả Tiên Thạch nói. Dương Bách Xuyên hiểu ra, đám người Mai Hoa Tiên Tử đều bị nhốt trong ảo cảnh của chín tỷ muội Hồ Ly như hắn. Có lẽ cũng bị nhốt trong không gian ảo cảnh đốt thiên lò của chín tỷ muội Hồ Ly giống hắn. Muốn ra ngoài sẽ rất khó. Phải dựa vào ý chí của bản thân mới có thể phá vỡ ảo cảnh. Nếu không ra được, vậy sẽ bị ảo cảnh của chín tỷ muội Hồ Ly giết chết trong ảo cảnh, trở thành tế phẩm tinh huyết. Dương Bách Xuyên có thể mặc kệ người khác, nhưng cần thiết phải đánh thức đám người của Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên, không thể bỏ mặc được. Hắn cũng đã biết được sự lợi hại của chín tỷ muội Hồ Ly, biết được sự đáng sợ của ảo cảnh, cũng không biết có thể đánh thức đám người Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề hay không, nhưng dù thế nào cũng phải thử một lần. Còn Mai Hoa Tiên Tử, Dương Bách Xuyên nheo mắt, trong lòng nghĩ muốn nhân cơ hội giết chết Mai Hoa Tiên Tử, dù sao đã là tử địch, không có khả năng hòa giải. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên đi đến giữa sân. Hắn định giải quyết Mai Hoa Tiên Tử trước, nhưng nghĩ lại vẫn nên nghĩ cách đánh thức Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề, hắn biết rất rõ sự đáng sợ của ảo cảnh này. Chậm trễ sợ không cứu được. Cục đá,
người đi kêu gọi đệ tử của Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên, đúng rồi, sao ngươi không bị gì? Dương Bách Xuyên nói, ta là kỳ thạch thiên địa, ảo cảnh không ảnh hưởng quá lớn đến ta, hơn nữa lúc nãy cảm thấy không ổn nên đã hóa thành bản thể, ta còn là sinh linh ở đây, nên không bị uy hiếp đến, Đả Tiên Thạch nói. Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng đúng, không hỏi nhiều, chỉ cần cục đá không sao là được, còn có thể giúp đỡ. Hai chủ tớ tách ra, từng người đi về phía mục tiêu. Đại điện rất lớn, mọi người tản ra các góc đại điện. Dương Bách Xuyên đi ngang qua một đệ tử của Thánh Địa Đao Chủng, thấy được thất khiếu của tên này đang chảy máu, không còn sức sống, hiển nhiên đã bị giết chết trong ảo cảnh. Xoay người quan sát, lại thấy được từng người đều có biến hóa khác nhau, có người đã chết, có người đang run rẩy, có người đang bốc khói, giống như đang bị đốt cháy. Nhìn thấy vậy, Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi lạnh, không cần nghĩ cũng biết. Chuyện gì đang xảy ra? Ví dụ như biển lửa nhìn thấy trong ảo cảnh, nếu không nhìn thấy sẽ không ra được, đến lúc đó sẽ bị thiêu chết. Đây cũng là chỗ đáng sợ trong ảo cảnh của 9 tỷ muội hồ ly. Nhìn không ra, trong lòng cho là thật thì đó chính là thật. Dương Bách Xuyên bước nhanh hơn, chạy về phía Mộ Trường Phong, hắn sợ chậm một chút, Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề sẽ không kiên trì được. Không để ý đến người khác, rất nhanh đã đi đến trước mặt Mộ Trường Phong, chỉ thấy Mộ Trường Phong nhắm chặt mắt, cả người run rẩy, trên trán đổ mồ hôi. Dương Bách Xuyên biết Mộ Trường Phong đang giãy giụa phản kháng trong ảo cảnh. Theo lời của sư phụ, ảo cảnh của mỗi người không giống nhau. Chỉ cần 9 tỷ muội hồ ly giết chết người trong ảo cảnh thì có thể huyết tế cửu vĩ thiên yêu vương, mở ra bảo tàng của chủ nhân thiên yêu. Dương Bách Xuyên cũng không biết nên dùng cách gì để kéo Mộ Trường Phong ra khỏi ảo cảnh, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất, kêu to. Trường Phong, nhanh tỉnh lại. Trường Phong, nhanh tỉnh lại. Kêu to vài câu nhưng không có tác dụng. Dương Bách Xuyên thấy không có hiệu quả, chuẩn bị dùng chân khí xâm nhập vào trong thân thể của Mộ Trường Phong. Ảo cảnh của 9 tỷ muội hồ ly không phải ảo cảnh bình thường, Dương Bách Xuyên đành phải nếm thử các cách. Vừa vận chuyển chân khí, đột nhiên âm thanh của Đả Tiên Thạch vang lên, chủ nhân, cẩn thận. Dương Bách Xuyên cảm thấy một sức mạnh ở sau lưng, vội vàng lăn xuống tránh né. Nhưng tốc độ đánh lén cực kỳ nhanh, thật sự giống như một trận gió to, hắn không kịp trốn. Sau lưng trúng một đòn. Cảm thấy sau lưng nóng rát đau đớn. Ngã trên mặt đất, liếc nhìn thấy một con hồ ly màu tím duỗi móng vuốt về phía hắn. Phụt, quay cuồng trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long, vội vàng đề phòng. Mặc dù hắn bị đánh lén, nhưng cũng cảm nhận được thực lực của đối phương không vượt xa suy nghĩ của hắn, nhiều nhất là độ kiếp đại viên mãn, chưa vượt qua đến đại thừa. Chỉ cần không phải đại thừa, hắn sẽ không sợ. Nhìn hồ ly màu tím đánh lén hắn, Dương Bách Xuyên biết đây là nữ tử áo tím hắn từng gặp lúc trước, là lão đại cầm đầu 9 tỷ muội hồ ly. Vừa rồi còn cảm thấy kỳ lạ, hắn ra khỏi ảo cảnh nhưng sao không nhìn thấy tỷ muội hồ ly nào, hơn nữa Đả Tiên Thạch cũng nói không nhìn thấy ai cả. Lúc đó Dương Bách Xuyên suy nghĩ, chắc chắn tỷ muội hồ ly đã lợi dụng ảo cảnh để che giấu bản thân, trong lòng cảnh giác, nhưng đối phương đánh lén không tiếng động, nhanh như tia chớp, hắn không kịp trốn. Nói đến cùng đều do hắn sơ suất, quá chú tâm lên Mộ Trường Phong, cho nên bỏ qua xung quanh, bị đánh lén cũng bình thường. Được đấy, vậy mà có thể ra khỏi đốt thiên lò, ta đã khinh thường ngươi. Hồ ly màu tím lên tiếng, cả người tản ra ánh sáng tím, hóa thành một nữ tử áo tím, đây là nữ tử áo tím mà Dương Bách Xuyên từng gặp lúc trước. Dương Bách Xuyên thấy đối phương không vội ra tay, hắn cũng không động, chỉ hừ lạnh nói, chỉ một ảo cảnh con. Còn chưa đủ nhốt đương tiểu ra. Ha ha ha, ngươi cũng thật tự tin, vậy thì cho ngươi lĩnh hội mùi vị của ảo cảnh. Nữ tử áo tím cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta có thể phá vỡ ảo cảnh của ngươi để ra ngoài, ngươi thi triển ảo cảnh với ta còn có tác dụng sao? Dương Bách Xuyên cười đáp. Có hay không, thử rồi sẽ biết. Vẻ mặt nữ tử áo tím giấy ung dung. Điều này khiến Dương Bách Xuyên bỗng chốc lo lắng, rõ ràng nữ kia rất bình tĩnh. Giống như đã lường trước được mọi việc, nàng ta rất tự tin vào bản thân. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ cũng đúng, lão đầu đã nói, sự cường đại của 9 người nữ nhân này không phải là thực lực mà là thiên phú tạo ra ảo ảnh của họ. Hiện tại mới chỉ một người xuất hiện, 8 người còn lại không thấy đâu, nếu như tất cả đều xuất hiện, cùng lúc thi triển ảo cảnh,
mặc dù bây giờ hắn có thể phá được, nhưng vẫn cần thời gian. Với hắn mà nói thì thời gian không quan trọng, nhưng Mộ Trường Sinh và Hiên Viên Linh Hề không chờ được. Thời gian càng kéo dài, nếu như đám Mộ Trường Phong không phá vỡ được ảo cảnh thì chắc chắn sẽ chết. Đợi tới khi đó thì rất nguy hiểm, đây không phải là điều mà Dương Bách Xuyên muốn thấy. Thạch Thanh, ra tay. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên sẽ không đợi nữ tử áo tím thi triển ảo cảnh. Phút, đá đả tiên đã sớm chuẩn bị, Dương Bách Xuyên vừa hạ lệnh, hắn đã vọt thẳng tới nữ tử áo tím. Dương Bách Xuyên cũng sử dụng năng lượng thần hồn cường đại, kiếm đầu long bạo phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn nhắm chặt hai mắt, thông qua không gian hắc liên, phóng xuất ra linh thức, quan sát tình huống xung quanh. Sau khi phóng ra linh thức, nơi này không có cấm chế nhưng tất nhiên cũng sẽ có trở ngại với linh thức thông thường. Chỉ cần phát hiện không gian xung quanh có gì khác lạ thì sẽ vung kiếm tới. Lần này hắn đã chuẩn bị sớm, tự tin một kiếm sẽ có thể phá vỡ ảo cảnh của nữ tử áo tím. Dù sao thì hắn cũng đã thành công phá vỡ được một lần, đối phương sẽ không dễ dàng tạo ảo ảnh lên hắn lần nữa. Trong linh thức, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đá đả tiên đã đánh thẳng vào lưng nữ tử áo tím. Ngay lập tức, nàng ta bị đá đả tiên trực tiếp xuyên qua. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hết sức vui mừng. Thành công rồi. Chưa kịp mừng thì hắn đã nhìn thấy nữ tử áo tím đang dần biến mất như cát trong gió. Không đúng. Dương Bách Xuyên không thấy bất cứ vết máu nào, hắn biết nàng ta sẽ không dễ dàng biến mất như vậy. Quả nhiên, hắn cảm giác sau lưng mình, linh lực đang dao động. Trong linh thức, Dương Bách Xuyên nhìn thấy nữ tử kia xuất hiện ngay sau lưng hắn, hóa thành một con hồ ly màu tím, móng vuốt nhanh như chớp chộp tới giữa lưng hắn. Hừ, muốn chết. Dương Bách Xuyên mắng thầm, nếu như lúc đầu vì không biết gì, sơ ý bị chín hổ yêu đánh lén. Vậy thì hiện tại, sau khi phá giải được ảo cảnh phần thiên lò, sao hắn có thể dính lần nữa? Dương Bách Xuyên bỗng nhiên nghiêng người, chém một kiếm tới. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hồ ly tím bị Dương Bách Xuyên chém đứt nửa vuốt trước phát ra tiếng kêu đau đớn. Ngay khi Dương Bách Xuyên muốn nhân cơ hội ra tay, một kiếm chém chết, trong linh thức. Hắn nhìn thấy cơ thể hồ ly lại lóe lên, biến mất quỷ dị giống như vừa rồi bị đá đả tiên đánh trúng. Lần này, trong lòng Dương Bách Xuyên đã nghi ngờ, hắn và đá đả tiên đều không đả thương được hồ ly tím, không hồ là đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương. Quả đúng là có chút thủ đoạn. Manh khóe quỷ dị như vậy, xem ra muốn giết chết được hồ ly tím này cũng không dễ dàng như vậy. Cũng ngay lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy những ánh sáng đầy màu sắc lần lượt xuất hiện trong linh thức. Chính xác là tám hồ ly vẫn chưa xuất hiện. Đại tỷ, từng tiếng gọi đầy lo lắng vang lên, rõ ràng, sau khi tám con hồ ly nhìn thấy hồ ly tím bị thương, bọn họ không nhịn được mà phi ra từ trong tối. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy con hồ ly tím xuất hiện cách mình 10 mét, nó nói với tám con còn lại, quay về tiếp tục khống chế, tiểu tử này cứ giao cho ta, nếu không toàn bộ sẽ thất bại, hắn vẫn chưa uy hiếp được tới ta. Hồ ly tím nói với tám hồ ly còn lại, giọng điệu rất nghiêm khắc. Hơn nữa, ánh mắt nhìn về phía Dương Bách Xuyên đỏ như máu, tràn đầy tàn bạo, chỉ hận không thể xé nát Dương Bách Xuyên. Tám hồ ly còn lại giống như không dám chống lại hồ ly, bọn họ lần lượt biến mất ngay tại chỗ. Dương Bách Xuyên biết, tám hồ ly kia chắc chắn đang khống chế ảo cảnh trong tối để đối phó với những người khác, chẳng trách không xuất hiện ngay từ đầu. Từ điểm này, Dương Bách Xuyên cũng đoán được. Ảo cảnh bọn họ thi triển nhất định phải có người duy trì khống chế thì mới được. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên tự hỏi nếu hắn giết một vài người trong số họ, ảo cảnh sẽ biến mất hay uy lực sẽ giảm đi. Nếu như vậy, người trong đại điện sẽ được cứu, không phải sao? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của Dương Bách Xuyên mà thôi. Nhưng đầu tiên hắn phải giết chết hồ ly tím này mới được, nàng ta mới là trung tâm của 9 con hồ ly, nếu giết chết. Những hồ ly khác lộ ra sơ hở, đến lúc đó sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Ngay khi thân hình của tám hồ ly kia biến mất, góc đại sảnh đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy toàn thân Mai Hoa tiên tử của Thông Thiên Cung tỏa ra ánh sáng, nàng ta đã tỉnh lại. Rõ ràng, sau khi tám hồ ly nhìn thấy đại tỷ mình bị thương, không duy trì khống chế ảo cảnh, khiến cho Mai Hoa tiên tử nhân cơ hội phá được ảo cảnh rồi tỉnh lại. Nhưng điều này cũng thể hiện Mai Hoa tiên tử có chỗ hơn người khác vẫn chưa ra được khỏi ảo cảnh, chỉ có nàng ra được,
chứng tỏ Mai Hoa Tiên Tử không hề đơn giản. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Mai Hoa Tiên Tử, nàng ta cũng nhìn thấy hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt có vẻ phức tạp. Từ sau khi hai bên xích mích, dù là Dương Bách Xuyên hay Mai Hoa Tiên Tử, cả hai đều xem đối phương như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng bọn họ đều chưa ra tay, nhịn cho tới bây giờ. Lúc này, hai bên đều hiểu rõ, tạm thời đôi bên đều có chung kẻ địch, chính là chín tỉ muội hồ ly. Nếu như không xử lý hết được đám hồ ly này, tất cả bọn họ đều sẽ gặp phiền phức, càng đừng nhắc tới bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ. Sau khi liếc nhìn Mai Hoa Tiên Tử, Dương Bách Xuyên thu lại ánh mắt, hắn nhìn sang hồ ly tím, lúc này hồ ly không hóa thành hình người mà giữ nguyên thân cáo, vuốt trước của nó bị Dương Bách Xuyên chém đứt, vết thương vẫn đang rỉ máu. Nhưng nhìn qua thì có vẻ như không ảnh hưởng lắm. Hồ ly nhìn Dương Bách Xuyên, nó nói tiếng người, tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của cửu vĩ thiên yêu hồ. Dương Bách Xuyên cười lạnh, hắn không khách khí đáp, đừng có tự dát vàng lên mặt, ngươi nhiều lắm cũng chỉ là một cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương mà thôi, biết điều thì mau thu lại ảo cảnh, thả mọi người ra, tiểu ra đây sẽ tha cho ngươi một mạng. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không chắc chắn, dù sao thì hồ ly tím trước mặt hắn cũng là một trong những cái đuôi bản thể của cửu vĩ thiên yêu vương, không phải hậu duệ hay thứ gì khác. Là một bộ phận trên cơ thể của cửu vĩ thiên yên vương tu luyện thành tinh, thủ đoạn của bọn họ như thế nào, Dương Bách Xuyên cũng không biết. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, bản vương chính là một cái đuôi, vậy cũng là cái đuôi rơi ra từ trên cơ thể cửu vĩ thiên yêu vương chân chính, ngươi không biết một thân công lực của cửu vĩ thiên yêu vương chính là chín cái đuôi bọn ta sao, đừng nghĩ đả thương được bổn vương thì nghĩ mình giỏi lắm, kế tiếp đây ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của cửu vĩ thiên yêu hồ. Dứt lời. Hồ ly tím bỗng nhiên thét một tiếng dài, gào. Giữa tiếng thét chói tai, toàn thân hồ ly tỏa ra ánh sáng tím, sau lưng nó vang lên một tiếng nổ, chín cái đuôi xuất hiện. Hơn nữa, cơ thể còn không ngừng to lên. Lúc này, Mai Hoa Tiên Tử nghĩ tới những chuyện đã xảy ra, nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện với hồ ly tím, nàng biết chín nữ tử bọn họ gặp được ở đại điện hóa ra là chín cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương, không ngờ bọn họ đã biến hình. Nàng cũng đoán được cái đuôi này sẽ dùng bọn họ để huyết tế, mở kho báu thiên yêu chi chủ. Với Mai Hoa Tiên Tử mà nói, nàng chạy tới đây vì kho báu thiên yêu, sao có thể bỏ qua được. Lẽ ra, chín nữ tử kia làm huyết tế rất đúng với ý nàng, dùng nhiều người có mặt ở đây trở thành tế phẩm, sau đó mở ra kho báu thiên yêu chi chủ. Nhưng tình huống lúc này, nữ nhân chín đuôi này thực sự quá quỷ dị và lợi hại. Mai Hoa Tiên Tử biết nếu không diệt trừ được thì cho dù có mở ra kho báu thì nàng cũng đừng mơ đoạt được. Sau khi trông thấy hồ ly tím hóa thân đối phó với Dương Bách Xuyên, Mai Hoa Tiên Tử hiểu rõ, nếu mình không giúp đỡ, đợi sau khi hồ ly chín đuôi giết chết Dương Bách Xuyên, người tiếp sau sẽ là nàng. Vậy nên, Mai Hoa Tiên Tử nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt phức tạp rồi đi về phía hắn. Nàng biết hiện tại nàng cần phải liên thủ với Dương Bách Xuyên, trước tiên phải diệt trừ hồ ly chín đuôi này mới được. Sau khi trông thấy hồ ly tím hóa thân cửu vĩ hồ, trong lòng Dương Bách Xuyên có chút khiếp sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào, chín cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương đều có thể hóa thân cửu vĩ hồ? Cửu vĩ chính là cảnh giới tu vi cao nhất trong hồ tộc, thực lực tất nhiên sẽ vô cùng đáng sợ. Hắn không ngờ chỉ một cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương cũng có thể mọc ra chín đuôi. Hồ ly này đang hù dọa người khác? Hay thật sự có bản lĩnh? Ra đầu Dương Bách Xuyên có chút tê dại. Đúng lúc này, hắn nghe sau lưng có tiếng bước chân, Dương Bách Xuyên bỗng nhiên xoay người, hết sức cảnh giác nhìn chằm chằm vào Mai Hoa Tiên Tử. Ngươi không cần phải căng thẳng, hiện tại ta và ngươi có chung kẻ thù. Dương Bách Xuyên hờ hững nhìn Dương Bách Xuyên. Nàng thật sự đã nghĩ như vậy. Dương Bách Xuyên cảnh giác nhìn Mai Hoa Tiên, từ trong mắt nàng, hắn nhìn ra nàng không hề nói dối, nghĩ kỹ lại. Quả thật là Mai Hoa Tiên Tử muốn đứng cùng phe với hắn. Lúc này, những người khác vẫn đang bị nhốt bên trong ảo cảnh, chỉ có hắn và nàng là không. Nơi này còn là sân nhà của chín tỉ muội hồ ly, chỉ tiêng hồ ly hóa thân thành cửu vĩ tử hồ ở trước mặt đã không dễ đối phó, huống chi còn có 8 con còn lại đang trong tối khống chế ảo cảnh. Nếu Mai Hoa Tiên Tử không liên thủ với hắn, cho dù nàng ta có mưu đồ gì thì cũng không thể thực hiện được. Vậy nên lúc này, nhìn thấy ánh mắt không nói dối của Mai Hoa Tiên Tử, hắn tạm thời tin nàng. Dương Bách Xuyên cũng biết, dưới tình huống này,
chỉ khi hai người kết thành đồng minh thì mới có cơ hội chiến thắng. Được, tạm thời tin ngươi, ân oán của chúng ta, đợi sau khi giải quyết hồ ly tinh này rồi tính. Dương Bách Xuyên âm trầm liếc về phía Mai Hoa Tiên Tử, hắn vẫn rất kiêng kỵ người phụ nữ này. Mai Hoa Tiên Tử cũng không đáp, nàng chỉ nhìn Dương Bách Xuyên rồi cười khẩy. Nàng cũng hiểu Dương Bách Xuyên đang nghĩ gì. Lúc này, cơ thể của cửu vĩ hồ ở phía xa đã lớn gấp 3 lần, ban đầu chỉ bằng kích thước của một con cáo bình thường, lớn hơn một con mèo một chút, hiện tại đã bằng một con bê. Cơ thể màu tím phát ra ánh sáng lấp lánh, con người đã chuyển từ màu đen sang màu đỏ của máu, thay đổi vô cùng yêu dị. Dương Bách Xuyên và Mai Hoa Tiên Tử cần thời gian để tin tưởng nhau, cửu vĩ hồ cần tận dụng cơ hội để tăng cao thực lực. Ra tay, Dương Bách Xuyên quay sang nói với Mai Hoa Tiên Tử, hắn nhấc kiếm xông về phía cửu vĩ hồ, hắn biết mình không thể kéo dài thêm thời gian, càng lâu thì đám người mộ Trường Phong sẽ càng bất lợi, không chừng còn bị tám tỷ muội yêu hồ kia luyện hóa. Với Mai Hoa Tiên Tử mà nói, trong lòng nàng lại có chút hy vọng, những người kia sẽ bị yêu hồ điều khiển ảo cảnh luyện hóa. Bởi vì sau khi luyện hóa, cũng đồng nghĩa với việc mở ra kho tàng thiên yêu chi chủ, vốn dĩ nàng chạy tới đây cũng chỉ vì kho báu này. Ai chết, hay chết bao nhiêu người đều không quan trọng, cho dù người bị luyện hóa là đệ tử của Thông Thiên Cung. Đương nhiên, đây cũng chính là thời điểm khảo nghiệm tu vi, ai có tu vi thấp kém sẽ là người đầu tiên bị luyện hóa hiến tế. Cho dù không có 9 tỷ muội yêu hồ, Mai Hoa Tiên Tử cũng sẽ nghĩ cách giết người để hiến tế, mở ra kho báu thiên yêu chi chủ. Kế hoạch này là điều nàng đã tính toán sẵn từ lâu. Nhưng lúc này, nàng cũng biết mình phải đối phó với cửu vĩ hồ trước mặt này đã. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên xông tới, Mai Hoa Tiên Tử cũng lấy ra thông tiên lệnh, sau khi thôi động chân khí, nàng không nhanh không chậm theo sau. Nàng muốn xem thực lực của Dương Bách Xuyên và cửu vĩ hồ màu tím này. Sau đó tùy cơ hành động. Dương Bách Xuyên nhấc kiếm lên, chém bát hoang quy nhất về phía cửu vĩ hồ. Kiếm quang sáng ngời chiếu sáng một khu lớn đại sảnh, kiếm khí cường đại, khiến ánh mắt của Mai Hoa Tiên Tử ở sau lưng co rút lại. Đây là lúc nàng quan sát kiếm của Dương Bách Xuyên ở khoảng cách gần. Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu như không dùng thông thiên lệnh trong tay, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, nàng sẽ không tiếp nổi được một kiếm. Ngay sau đó, Mai Hoa Tiên Tử đưa mắt nhìn sang cửu vĩ hồ, nàng cũng muốn xem thử, cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương rốt cuộc mạnh tới mức nào. Vậy mà có thể tu luyện ra cơ thể có ý thức độc lập, còn hóa thân thành cửu vĩ yêu hồ. Đương nhiên Mai Hoa Tiên Tử cũng không cho rằng, cửu vĩ hồ trước mặt này có thể so sánh với cửu vĩ thiên yêu chân chính. Grrr! Đối mặt với một kiếm của Dương Bách Xuyên, cửu vĩ hồ phát ra tiếng kêu giận dữ, giống như không sợ uy lực của nó. Giây sau, 9 cái đuôi tím phía sau tỏa ra ánh sáng tím và nhanh chóng to lên, giống như cự long đón lấy kiếm của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm, ánh sáng tím và ánh sáng bạc vô cùng chói mắt, toàn bộ đại điện đều là tiếng đinh tai nhức óc. Lần này, Dương Bách Xuyên thật sự khiếp sợ. Có thể chống đỡ được kiếm đồ long của hắn, trước kia có Mai Hoa Tiên Tử, trong tay nàng có thông tiên lệnh, vật được xưng là tiên khí của tiên giới, đỡ được cũng không có chuyện gì lạ. Ngoại trừ nàng, từ khi tiến vào thiên yêu hành cung, chưa một ai có thể đỡ được kiếm của hắn. Nhưng bây giờ kiếm của hắn lại bị một con hồ ly tinh chặn được. Cửu vĩ hồ quả nhiên không tầm thường. Bất kể có bị chặn hay không, Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được sức mạnh từ 9 cái đuôi của cửu vĩ hồ ngày càng mạnh hơn, bắt đầu tấn công ngược lại hắn. Lúc này hắn giơ kiếm lên tấn công về phía 9 cái đuôi, hai bên lâm vào thế giằng co, bắt đầu so tài. Nhưng Dương Bách Xuyên biết mình không thể chống cự được bao lâu, vốn dĩ hắn sử dụng chiêu kiếm mạnh nhất, nhưng uy lực của 9 cái đuôi càng ngày càng mạnh. Thời gian kéo dài thì hắn sẽ bại trận. Mai Hoa Tiên Tử, còn không ra tay. Dương Bách Xuyên tức giận hô lên. Dương Bách Xuyên phát hiện, Mai Hoa Tiên Tử vậy mà đứng sau lưng hắn xem náo nhiệt, Dương Bách Xuyên thấy vậy thì vô cùng tức giận. Ngươi gắng gượng thêm một lúc, để ta tìm sơ hở. Mai Hoa Tiên Tử chậm rãi nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì tức tới suýt nôn ra máu. Tìm sơ hở cái em gái nhà ngươi. Dương Bách Xuyên giận tới chửi ầm lên. Trong lòng chửi thề, biết ngay người phụ nữ này không đáng tin cậy. Ta là con một trong nhà, không có em gái. Mai Hoa Tiên Tử lên tiếng, khiến cho Dương Bách Xuyên đen cả mặt, nàng ta còn nghiêm túc trả lời như vậy. Dương Bách Xuyên thầm cười khổ, câu hắn mắng vừa rồi chỉ có người trái đất mới hiểu.
hắn quên mất nơi này là tu chân giới. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được kiếm đồ long đang run rẩy, hắn biết mình sắp không kiên trì nổi. Dương Bách Xuyên nghĩ, có lẽ nàng ta muốn nhìn thấy hắn bị thương, biết cũng chẳng làm được gì, hiện tại hắn cũng không còn cách nào khác. Phút, kiếm đồ long rung lên, sức mạnh khổng lồ vượt qua giới hạn chịu đựng của Dương Bách Xuyên, ngay sau đó, một cỗ lực lượng to lớn đánh lên người hắn. Phụt, Dương Bách Xuyên phun ra một ngụm máu, cơ thể hắn bay ngược ra 20-30 mét. Ma, hồng, tế, cáp. Dương Bách Xuyên phát hiện cơ thể hắn bay ra, cuối cùng Mai Hoa tiên tử cũng chịu ra tay. Chỉ thấy thông tiên lệnh trong tay nàng lóe ra ánh sáng, trôi lơ lửng trên đỉnh đầu cửu vĩ hồ, trong miệng lẩm bẩm những âm phù cổ quái khó hiểu. Mỗi lần nàng niệm chú, một phù văn huyền ảo màu vàng bay ra từ thông tiên lệnh chui thẳng vào cơ thể cửu vĩ hồ màu tím. Gào! Khi Mai Hoa tiên tử niệm những câu thần chú khó hiểu, từng phù văn rơi trên cơ thể cửu vĩ hồ, khiến nó hét lên tiếng kêu thảm thiết, sau đó ánh sáng tím trên cửu vĩ hồ cũng mờ nhạt đi. Lẽ nào là hắn nghĩ sai? Người phụ nữ này thật sự tìm cơ hội để ra tay. Dương Bách Xuyên lau máu trên khóe miệng, hắn đứng dậy, cơ thể lóe lên nghiêng mình xông tới phía cửu vĩ hồ, hắn biết mình phải tận dụng thời cơ, mất đi sẽ không còn nữa, nếu như Mai Hoa tiên tử dùng bí pháp tạm thời áp chế được cửu vĩ hồ, nhưng nếu không giết chết thì vẫn sẽ có chuyện không hay. Khi cơ thể lóe lên, Dương Bách Xuyên còn dùng cả thiên ưng kim xí, tốc độ đạt tới mức cực hạn. Hắn muốn giết chết cửu vĩ hồ trong một kích. Bị cửu vĩ hồ đánh trọng thương, trong lòng hắn vẫn ôm một bụng lửa giận. Bát hoang quy nhất, giết cho ta. Có thiên ưng kim xí gia tăng tốc độ, trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên đã tới trước mặt cửu vĩ hồ, hắn đột nhiên chém một kiếm xuống. Lần này, có Mai Hoa tiên tử áp chế, cửu vĩ hồ không thể nhúc nhích, một kiếm của Dương Bách Xuyên đủ để giết chết con hồ ly tinh này. Đại tỷ, ầm ầm ầm. Ngay lúc này, Dương Bách Xuyên giật mình, hắn nghe thấy tiếng gọi của nữ tử. Hơn nữa, trong tầm mắt cũng xuất hiện từng cái đuôi uốn lượn như rắn, đủ các loại màu sắc vô cùng chói mắt, toàn thân đều là đuôi. Kế tiếp, một sức mạnh khổng lồ bạo phát đánh lên kiếm đồ long của hắn. Phụt, hắn chơi không nổi nữa. Dương Bách Xuyên lại nôn ra máu rồi bay ngược ra ngoài. Hắn thấy rõ, tám yêu hồ còn lại đã xuất hiện, mà tất cả bọn họ đều biến hình giống hệt cửu vĩ hồ, điểm khác nhau là có con tám đuôi, bảy đuôi, sáu đuôi, ít nhất là ba đuôi. Tám con hồ ly trong bóng tối đều xuất hiện ngay giờ phút này, chúng đồng loạt phát động công kích tấn công Dương Bách Xuyên. Khi Dương Bách Xuyên xông đến chém giết hồ ly chín đuôi màu tím thì bị một đòn bất ngờ tập kích này, làm cho hắn hộc máu lần nữa bay ra ngoài. Lần này không riêng gì bị thương hộc máu mà cộng thêm buồn bực đến hộc máu. Nhưng cũng hết cách rồi, hắn không ngờ tám con hồ ly âm thầm điều khiển ảo cảnh tất cả đều xông ra, hơn nữa mỗi một con huyễn hóa thành bản thể to lớn để công kích. Dương Bách Xuyên lại nhìn số lượng đuôi phía sau mỗi một con đều không giống nhau, từ hồ ly chín đuôi màu tím bắt đầu là chín đuôi, sau đó tám đuôi bảy đuôi. Mãi cho đến ba đuôi. Từ điểm này có thể thấy được, đuôi càng nhiều thì đạo hạnh càng cao, chẳng trách hồ ly chín đuôi màu tím là con cầm đầu trong số đó. Tóm lại thoáng cái bị tám con hồ ly công kích, Dương Bách Xuyên chịu thiệt là lẽ tất nhiên, vì thế hắn rất bực mình. Nhưng cũng hết cách rồi, dù hắn mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản công kích của tám con hồ ly cùng một lúc. Cho nên một kích đánh tới hồ ly chín đuôi màu tím không những không thành công, ngược lại còn khiến mình bị thương bay ngược ra ngoài. Dù sao những con hồ ly này suy cho cùng chỉ là cái đuôi chân chính trên bản thể cửu vĩ thiên yêu vương chém xuống, nói không có đủ thủ đoạn đạo hạnh là lừa mình dối người. Xít xít xít. Đúng lúc này, sau khi tám con hồ ly đánh lui Dương Bách Xuyên, chúng lại phát động công kích về phía Mai Hoa tiên tử, mấy chục cái đuôi của tám con hồ ly biến hóa thành du long hung mãng đồng loạt công kích tới chỗ Mai Hoa tiên tử. Lần này, Dương Bách Xuyên thấy Mai Hoa tiên tử cũng không dám cứng rắn đón nhận mà vội vàng tránh né. Cũng lúc đó, con hồ ly chín đuôi màu tím không còn bị Mai Hoa tiên tử áp chế nữa, nó thấy đồng bạn phản kích, cũng bắt đầu phản kích, ngay lúc Mai Hoa tiên tử rời đi, nó đột nhiên lao tới hung hăng đánh một kích vào Mai Hoa tiên tử. Thực lực của con hồ ly chín đuôi màu tím không thể khinh thường, một cái đuôi tím như tia chớp quất vào người Mai Hoa tiên tử, làm cho Mai Hoa tiên tử phát ra tiếng rên rỉ. Nàng ta bị đánh bay tới chỗ Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên nhìn thấy khóe miệng Mai Hoa tiên tử rỉ ra vết máu thì trong lòng vừa vui vẻ vừa bình thản. Thực ra nếu lúc trước Mai Hoa tiên tử không tính kế hắn, hai người cùng nhau động thủ thì không chừng đã bắt được hổ ly chín đuôi màu tím từ lâu rồi. Mấu chốt là Mai Hoa tiên tử chơi khăm hắn, bây giờ thì tốt rồi, bỏ lỡ cơ hội, để tám con hổ ly âm thầm điều khiển ảo cảnh nhảy ra ngoài. Lúc này đừng nói đối phó mấy con hổ ly, đến việc tự bảo vệ bản thân cũng thành một vấn đề khó. Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn Mai Hoa tiên tử, cười lạnh rồi nói, tiên tử lúc này tìm được sơ hở rồi chứ. Ngươi cho rằng chín con hồ ly này đơn giản như vậy. Mai Hoa tiên tử thản nhiên nói một câu, trên mặt nàng ta không hề có một chút vẻ sợ hãi, dường nàng ta sớm đã có đoán được việc này. Ha ha, ta cũng muốn xem kế tiếp tiên tử đối phó thế nào. Dương Bách Xuyên cười lạnh nói. Không phải còn có người sống sao, chúng ta cũng không phải không có trợ thủ. Cần gì phải gấp gáp chứ? Mai Hoa tiên tử lạnh nhạt đáp lại, vừa nói vừa liếc phía sau như ám chỉ điều gì. Dương Bách Xuyên xoay người nhìn lại mới phát hiện Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề, Minh Du Nhiên, Khương Thế Long đang thi nhau tỉnh lại. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, những người khác đều không thức tỉnh. Lập tức, một tiếng thét bi phẫn vang lên. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên biết ngay là đệ tử của mấy thánh địa đều đã chết. Ở trong trường hợp này những người chết đi đương nhiên là vì tu vi không cao, thủ đoạn thấp kém. Ngược lại những người có thể sống sót, đương nhiên là có át chủ bài, có thủ đoạn trong người, những người này không người nào là hạng đơn giản, tầm thường. Thậm chí có thể nói, từ lúc bắt đầu tiến vào hành cung thiên yêu, người có thể đi đến nơi cuối cùng này đều không phải hạng người đơn giản. Lúc này mấy người từ trong ảo cảnh tỉnh lại, đều là người dẫn đội của mấy đại thánh địa. Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề thì không nói, Dương Bách Xuyên đương nhiên quen thuộc, Minh Du Nhiên chính là một trong những thánh địa thần bí nhất của chín đại thánh địa. Khương Thế Long bây giờ trong mắt Dương Bách Xuyên cũng không đơn giản, đại hán nhìn bề ngoài có vẻ thô kệch này, Dương Bách Xuyên gặp mặt hắn ta sớm nhất, lúc ấy hắn ta dùng một tư thế rất kiêu ngạo để đối chọi với Thẩm Bạch. Sau đó khi người của mấy đại thánh địa không ngừng tiến đến đông đủ, Khương Thế Long lại trở nên khiêm tốn. Biểu hiện ra ngoài bộ dáng truy cầu Minh Du Nhiên, vẫn đi theo bên người Minh Du Nhiên. Cũng là hai người duy nhất trong mấy đại thánh địa giữ được thiện cảm với Dương Bách Xuyên mà không phát sinh xung đột. Lúc này Khương Thế Long có thể tỉnh lại, Dương Bách Xuyên nghĩ thầm cũng không phải ngẫu nhiên mà là người ta có thủ đoạn. Lúc trước Mai Hoa tiên tử lợi dụng sơ hở có thể tỉnh lại, lúc này bốn người Mộ Trường Phong cũng giống vậy có thể từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại là hoàn toàn hợp lý. Chỉ là sư đệ sư muội mà bọn họ dẫn theo đều đã chết. Dương Bách Xuyên cảm thụ một chút, đệ tử mấy nhà tất cả đều đã không còn sinh cơ, điều này nói rõ những đệ tử này toàn bộ đã bị hồ yêu giết chết trong ảo cảnh, nói một cách khác là bị huyết tế. Sau khi bốn người Mộ Trường Phong tỉnh lại, nhìn tình cảnh trước mặt thì tự hiểu được hết thảy. Tuy là cả đám đều rất bi phẫn nhưng cũng phải chấp nhận hiện thực, từ lúc tiến vào Thái Hoang. Mỗi người bọn họ đã bắt đầu làm tốt công tác tư tưởng rằng sẽ có đệ tử ngã xuống, thậm chí là người ngã xuống có thể chính là bọn họ. Sư tổ, sắc mặt Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề khó coi đi tới. Đối với việc Dương Bách Xuyên đang êm đẹp xuất hiện ở chỗ này, hai người không hề cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn có cảm giác đây là điều đương nhiên, bởi vì ngay từ đầu Dương Bách Xuyên bày ra thực lực khiến người kinh ngạc, thậm chí là càng lúc càng mạnh mẽ thế nên Dương Bách Xuyên đứng ở đây là chuyện bình thường. Ta thật sự xin lỗi vì đã thử đánh thức tất cả các ngươi, nhưng ảo cảnh hồ yêu không phải chuyện đùa, hơn nữa bản thân ta cũng bị cuốn lấy. Dương Bách Xuyên đối với việc đệ tử hai nhà ngã xuống thật lòng tiếc hận, nhưng hắn xác thực không còn cách nào khác, ngay từ đầu đã dùng đá đả tiên đi gọi đệ tử Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên nhưng không có tác dụng. Chuyện này không liên quan đến sư tổ, tất cả là do con chín hồ ly tinh này, ta chắc chắn sẽ báo thù cho các sư đệ. Mộ Trường Phong cắn răng nhìn chín hổ yêu xuất hiện trên ngai vàng đại điện nói. Giờ phút này toàn bộ chín hổ yêu đều hội tụ trên ngai vàng đại điện, một đám hóa thành hồ ly nhìn chằm chằm mọi người trong đại điện. Hành sự cẩn thận, chín con hổ yêu này đều không đơn giản. Dương Bách Xuyên dặn dò. Lập tức, Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn Mai Hoa tiên tử một cái, chỉ thấy trên mặt nàng ta không có bất kỳ biểu cảm gì, như thể những đệ tử thông tiên cung chết đi kia chẳng hề liên quan gì tới nàng ta. Về phần Minh Du Nhiên và Khương Thế Long thì đã đứng cùng một chỗ, trong hai người này ngoại trừ Minh Du Nhiên mang theo khăn che mặt, còn Khương Thế Long cũng là vẻ mặt trưởng bối,
dù sao đồng môn đi theo bên người đều đã chết. Lúc này tất cả mọi người đều rõ ràng, thân phận của 9 con hồ yêu là bản thể 9 cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương, thủ đoạn không kém, hơn nữa am hiểu chế tạo ảo cảnh, rất khó đối phó, phải cẩn thận đề phòng từng con. Đúng lúc này, trên ngai vàng, 9 con hồ yêu lóe ra quang mang, lần nữa hóa thành từng nữ tiên tử. Nữ tử áo tím cầm đầu bị đứt một cánh tay phải do trước đó Dương Bách Xuyên dùng kiếm chặt đứt. Sau khi hóa hình, mặt mày nữ tử áo tím tối sầm nhìn chằm chằm đám người trong đại điện, xem xét tình hình rồi hỏi tỉ muội bên cạnh, nhị muội huyết tế đủ chưa? Đại tỷ huyết tế 9 người, vượt xa số người chúng ta từng luyện hóa, như vậy đủ rồi. Lúc này lão nhị mặc đồ màu vàng nói xong, trong tay xuất hiện 20, 30 quả cầu huyết sắc lấp lánh phát sáng, kích thước lớn nhỏ không đều, nhìn lại bên trong là từng bóng người. Đám người Dương Bách Xuyên vừa thấy vậy, mặt mày lập tức trở nên khó coi. Huyết cầu mà nữ tử áo vàng giao cho nữ tử áo tím cầm đầu là tinh huyết hồn phách của đệ tử các nhà. Nữ tử áo tím mở miệng nói, các ngươi hộ pháp để ta huyết tế bản thể, nếu thành công, ngày sau tỉ muội ta sẽ tự do. Đại tỷ yên tâm, 8 hồ ly muội muội khác đều canh giữ xung quanh ngai vàng, phòng ngừa đám người Dương Bách Xuyên đánh tới. Giết, Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh này, không có thiện cảm gì với 9 hồ ly thiên tiên. Rất hiển nhiên nó đã thông qua ảo cảnh bóp chết đệ tử của mấy đại thánh địa, luyện hóa tất cả tinh huyết và thu lấy nguyên thần hồn phách của mọi người, hóa thành huyết cầu để hiến tế cho Thạch Điêu Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương. Lúc trước hồ ly muội muội áo tím đã từng nói, chỉ cần huyết tế Thạch Điêu thì bọn nó có thể rời đi, không còn ở bị nhốt trong hành cung thiên yêu nữa, hơn nữa còn có thể mở ra bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Nhưng trong bảo tàng này rốt cuộc có cái gì thì không ai biết rõ. Theo Dương Bách Xuyên, nếu để cho 9 con hồ ly này huyết tế thành công, đến lúc đó một khi bảo tàng mở ra lỡ như có nguy hiểm gì, chẳng phải càng tệ hơn sao, hắn nghĩ thừa dịp chúng nó huyết tế thì xông lên ngăn cản mới là tốt nhất. Tuy nhiên khi hắn nói dứt một tiếng giết, lại không một ai phối hợp với hắn. Ánh mắt hắn đảo qua, từ sâu trong ánh mắt mọi người hắn thấy được chờ mong. Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề, Mai Hoa Tiên Tử, Khương Thế Long, Minh Du Nhiên, tất cả đều như thế. Lần này Dương Bách Xuyên lập tức sáng tỏ, tất cả bọn họ đều hy vọng hồ yêu mở bảo tàng. Ha ha, đây chính là sự tàn khốc và hiện thực của tu chân giới sao. Vì cái gọi là bảo tàng, ngay cả đệ tử đồng môn sắp sửa hồn phi phách tán cũng không màng đến. Giờ phút này, trong lòng Dương Bách Xuyên đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét. Tuy là người mở ra bảo tàng là kẻ địch hồ yêu, nhưng mỗi một người trong đám Mộ Trường Phong đều ấp ủ chờ mong. Ngẫm lại cũng đúng, người của cửu đại thánh địa bọn họ tới đây không phải vì bảo tàng của thiên yêu chi chủ sao? Hôm nay có người mở ra bảo tàng, cớ sao không làm? Về phần đệ tử đồng môn đã chết. Con đường tu chân, có ai hy sinh mà không đổ máu? Dương Bách Xuyên chìm trong suy nghĩ. Hắn đang nghĩ chẳng lẽ đây là ý nghĩa và bản chất của tu chân giới ư? Nếu như ý nghĩa và bản chất của tu chân là biến con người ta trở nên lạnh lùng vô tình, vậy truy cầu đại đạo còn có ý nghĩa gì? Từ lúc mới bắt đầu tu chân cho tới bây giờ hắn trải qua quá nhiều lần sinh tử chồng chất, cũng hiểu rằng tu chân rất tàn khốc, nhưng chưa lần nào cảm thấy hiện thực trực quan như bây giờ, nhìn thấu trong mắt, trải qua trong người. Sự ghê tởm của tu chân đã hoàn toàn mở ra cửa lớn trong lòng Dương Bách Xuyên, điều này làm cho hắn cảm thấy chán ghét cực độ. Hắn đối với loại cảm giác này hắn cực kỳ không thích. Sư tổ, người chết cũng đã chết rồi, chúng ta truy cứu cũng không có ý nghĩa, mục đích khi chúng ta tiến vào hành cung thiên yêu là xông đến cuối cùng, mở ra bảo tàng thiên yêu chi chủ. Tuy rằng bây giờ người mở ra bảo tàng lại là mấy con hồ ly, nhưng cũng coi như là giúp chúng ta, dù sao bọn chúng mở ra bảo tàng, cơ hội và cơ duyên của mỗi người trong chúng ta đều giống nhau. Nói theo một góc độ khác, mục đích của chúng ta và mấy con hồ yêu này giống nhau, đều muốn mở kho báu của thiên yêu chi chủ. Cho nên chúng ta không cần phải xông lên ngăn cản, cũng không cần phải đi báo thù, chờ mấy con hồ yêu mở ra bảo tàng thiên yêu chi chủ, chúng ta lại giết bọn chúng cũng có thể báo thù, xin sư tổ hãy chờ thêm một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 106.